Chào anh Tuấn, chào Hoàng Nguyễn, chào Linh Nguyễn, chào Nguyễn, chào bác thông dân Nam Bộ, chào anh Hoàng Tuấn, chào chị Thu Hồng, chào Nguyễn Hoài Tiến, chào anh Nhân Võ, chào Loan Hùng Nguyễn, chào chị Ngọc Minh. Chào Ngọc Phan. Chào anh Văn Cương. Chào anh Hoàng Tuấn. Chào André Lê. Hello em Trân. Chào Hoa Châu, Thành Tiếp. Chào Thanh Tiếp. Thanh hay là Thành? Thành Tiếp, chào Lực Nguyễn. Chào anh Lực Nguyễn. Chào con đi cô ơi. Chào Thanh, Thanh Tiếp hay là Thành Tiếp? Chào Trần Ngọc Hải. Chào bác Ngoạn. Ồ, bác Ngoạn vẫn còn thức hả? Chào Sang La Đà Lạt, chào Thủy Tiên. Chào MC Hùng. Chào Đỗ Thiện, chào chị Thu Hồng, chào anh Đỗ Mạnh, chào anh Hậu Trần. Chào anh Đinh Tú Nguyễn. Hôm qua thấy bác Ngoạn nói bên bác là 10 giờ đêm. Chào chị Bé Kiên, Nguyệt Hoàng, Võ Đức Quân. Thì bác Ngoạn sợ là bác Ngoạn không còn thức để mà nghe anh Chi nói. Dạ thưa bác, rằng là bên này 8 giờ sáng. Anh chị mới vừa ngủ dậy đó các anh chị. Chào anh Khương Minh. Chào anh Gabriel Hiền. Chào chị Lily Nguyễn. Chào anh Hoàng Đặng. Hello em Tuấn Anh. Chúng ta được bao nhiêu người rồi? 112. Chào Nguyên Nguyên Vân Đặng. Chào Đỗ Thiện. Chào chị Cát Bụi. Bác Ngoạn mấy hôm nay đi chơi vui quá. Anh chị có thấy hình. Chào Phương Nguyễn. Chào chị Thái Thanh Trang. Chào Tép Võ. Tuấn Hùng. Chào anh Tuấn Hùng. Chào anh Lực Nguyễn, anh chị mới ngủ dậy các anh chị. Các anh chị nghe giọng nói của anh chị có rõ không? Có đủ to không? Chào anh Hùng Nguyễn, chào Nguyễn Văn Long, chào Nguyệt Nguyễn. Chào anh Khương Minh, chào Hoàng Minh, chào Minh Văn. Chào Helen Siro. Chào Xuân Nghị Phan, chào Đức Lê, Vinh Nguyễn, chào anh Luân Nguyễn, chào chị Nguyễn Thị Nhường, chào anh Đức Nguyễn, chào anh Tạ Tuấn. Các anh chị, cho anh chị hỏi thăm là các anh chị nghe giọng của anh chị có rõ không ạ? À? Chào Dương Trùng Dương, anh Vinh Đoàn. Chào chị Đỗ Phúc. Chào Nguyễn Tuấn Anh. Chào anh Vinh Nguyễn. Hello Kim Cương Diamond. Chào Huỳnh Chí Công, Nguyễn Thị Nhường. Hello anh Phan Thanh Giảng. Chào anh Lâm Vũ. Chào anh Huỳnh Chí Công. Bonjour anh Lê Tân, chào Nguyễn Oanh Việt. Các anh chị mới vừa thức dậy, thành ra có thể là cái giọng nó chưa có được oan oan cho lắm. Các anh chị chịu khó, các anh chị chịu khó nghe hoặc là gắn tai nghe vô ha. Anh chị đang ở nhà của anh Lý Đài Nhân, anh Lý Đài Nhân và chị Kim.
Hai anh chị đón tiếp anh chị rất là nồng hậu. Và hôm qua anh chị có dịp gặp gỡ một vài anh chị khác cũng là khán giả của chương trình Khôi phục tâm thức Việt. Chị Vân, chị Hoa khá vui. Minnesota lạnh lạnh tê tái nhưng mà ấm lắm, nồng ấm lắm. Trong xe cũng ấm, trong nhà cũng ấm. Những cái nơi anh chị đến cũng đều ấm. Và ấm nhất có thể nói là đó là cái tình người, cái tình anh em, những người anh em, những anh chị cùng chung chí hướng chào đón anh chị rất là nồng nhiệt. Điều đó là cái điều ấm áp nhất mà anh chị nhận được. Thì một lần nữa anh chị xin gửi lời chào, mến chào đến tất cả các anh chị cô bác đang theo dõi livestream. À, anh chị sẽ ngưng ha. Nãy giờ anh chị chào từng người trong lúc chờ đợi. Còn bây giờ thì anh chị muốn bắt đầu cái buổi nói chuyện của mình, cho nên xin phép các anh chị mà vào sau đó anh chị không có xướng tên mọi người ha. Anh chị xin tổng chào cả nhà Facebook. Anh chị đang ở một cái nơi mà người ta nói đó là cái xứ sở của Vạn Hồ. Vạn Hồ có nghĩa là có 10.000 cái hồ đó các anh chị. Và Saint Paul với Minneapolis, hai cái thành phố nó kêu là Twin City, là hai cái thành phố sinh đôi đó. Thì những cái người Việt ở đây họ dịch là song thành. Song thành là hai cái thành phố giống nhau, Saint Paul với Minneapolis. Và ở đây thì có 10.000 cái hồ, thành ra đặt thêm cái tên nữa là Vạn Hồ. Nơi đây nổi tiếng là về cái vấn đề về giáo dục rồi đó. Cho nên anh chị được mấy anh chị giới thiệu rồi họ muốn dắt anh chị đi chơi chỗ này chỗ kia. Mà sự thật các anh chị biết cái chuyến bay của anh chị á, đi qua tới đây nó cũng không có nhẹ nhàng cho lắm. Anh chị lê la ở phi trường rồi bị delay rồi đủ thứ hết. Cho nên anh chị nói thôi, nếu mà mấy anh chị thương em á, cho em ở nhà em nghỉ ngơi. Em còn đọc bài, em còn tìm tin tức để mà lên làm livestream. Tại vì nhớ khán giả lắm, nhớ nhớ các anh chị của Khôi phục tâm thức Việt lắm. Hôm qua lúc anh chị xem giờ đó, để coi cái khoảng cách giờ giấc giữa cái Minnesota nơi anh chị đang ở với châu Âu, với Việt Nam, giờ giấc nó như thế nào để canh cái giờ để làm livestream. Thì phải thấy rằng là để mà làm livestream được lúc 8 giờ sáng, anh chị phải thức dậy lúc 6 giờ rưỡi. Để mà sửa soạn một chút, sau đó đi ra đọc tin tức, rồi thu lượm tin tức để gom góp lại, chuẩn bị thành một cái bài để mình lên đây chia sẻ với các anh chị. Anh chị chào sư cô Diệu Hải, mong là cô sẽ bình an ha. Anh chị thấy cô có một mình rất là thương. Anh chị mong là cô sẽ bình an. Bởi vì anh chị nghe nói rằng cái nick của cô bị cướp. Anh chị thông báo thì thấy có những cái vị ở bên Mã Lai hay là bên Úc đó, thì cái giờ giấc nó cách biệt quá xa, quá trễ. Họ sợ không có nghe trực tiếp được. Nhưng mà rất may rằng là khi anh chị livestream lên thì thấy Bác Ngoạn vẫn còn thức, thấy em Trân vẫn còn thức. Và mấy anh chị ở bên Việt Nam giờ này cũng còn tương đối. Chị Đỗ Phúc có buồn ngủ hay chưa? Đừng có ngủ gục nghe. Giọng nói anh chị nếu không đủ to thì xin các anh chị thông cảm à. Anh chị mới thức dậy. Ở nhà hình như còn ngủ ở trên đó. Thành ra anh chị cũng không có dám mà gào lớn lên nữa. Anh Lý Đại Nhân vừa cho hay không ai ở nhà hết. Nghĩa là anh chị có thể gào to lên được rồi. Chúng ta đang ở những cái thời khắc cuối năm hả các anh chị? Đây là ngày 30 tháng 12 năm 2017 rồi. Chúng ta chỉ còn có ngày mai là cái ngày cuối cùng của cái năm 2017, sau đó là cái thời khắc giao giao thời và chúng ta sẽ bước qua một cái năm mới. Và khi mà nhìn lại một năm thì chúng ta thấy thiên tài lãnh đạo của nước ta đó, phải nói rằng là họ đã đạt được những cái kêu là thành tựu rực rỡ. Ồ, em chào chị Bùi Thị Minh Hằng, chị có khỏe không? Chào anh Hoàng Thái. Cảm ơn bé Trân đã mời Bác Ngoạn đi ăn khuya, giữ chân bác để nghe livestream.
Anh Chi xin nhắc lại lần nữa là anh Chi đang ở nhà của anh Lý Đài Nhân với cái mạng internet wifi rất là mạnh. Thật ra nếu như mà chúng ta coi không được hoặc là anh Chi bị chậm chạp thì mình có cái mạng nó quay vòng vòng thì mình có thể hiểu nó là những cái trục trặc kỹ thuật, nó có thể đến từ con cá mập hoặc con cá heo hoặc con cá voi. Các anh chị, chúng ta nhìn lại một năm thắng lợi rực rỡ của đảng cầm quyền Cộng sản, mà hôm nay xin phép các anh chị là cho anh chị được gọi thiên tài đảng ta đó. Mất mùa thì bởi thiên tai, mà được mùa thì bởi thiên tài đảng ta đó. Anh chị nhớ cái câu đó. Thành ra trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, anh chị xin phép các anh chị cho anh chị được sử dụng từ ngữ một cách thoải mái. Thiên tài lãnh đạo nước ta đã đạt được những cái thành tựu nào, thì anh chị có thời gian anh chị đọc, anh chị sưu tầm từ những cái Facebook khác, anh chị sẽ chia sẻ với các anh chị những cái gì mà anh chị đọc được. Em cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm, và nhất là chị thật là nhiều sức khỏe và mạnh mẽ để mà chị đương đầu với cái lũ tà quyền cộng sản. Cảm ơn chị. Các anh chị biết là chúng ta đang ở vào cái thời khắc cuối của cái năm 2017. Chúng ta đang ở những cái, thậm chí là những cái năm cuối của cái thế kỷ này, của cái thập kỷ này, của cái thập kỷ này. Và cái đất nước của chúng ta đó, nó đã hòa bình thống nhất được 42 năm rồi, sau khi các cái thiên tài lãnh đạo siêu việt đó đã cố tổng lực đánh đuổi hai cái nền thực dân và đế quốc, nhưng mà thực tế là đánh đuổi hai cái nền văn minh của nhân loại ra khỏi đất nước. Thì họ đã đạt được những cái thành tựu như thế này. Anh chị nghĩ rằng là họ đạt được rất nhiều thành tựu, rất nhiều thành tựu. Tuy nhiên là trong một cái bài nói chuyện ngắn gọn như thế này, anh chị sẽ không thể nào mà có thể mà liệt kê, điểm ra, ghi ra hết tất cả những cái thành tựu mà cái đảng công quyền cộng sản họ họ đã đạt được trong 40 mấy năm cai trị, lãnh đạo, điều hành gì đó cái đất nước này. Đó là một cái công việc đồ sộ. Để mà ghi ra cho đầy đủ công trạng cũng như là tội trạng của cái đảng cộng sản đối với cái đất nước này đó, thì không thể nào chúng ta có thể nói ngắn gọn trong một vài bài livestream hay một vài cái bài viết, mà anh chị nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải có những cái nghiên cứu ghi chép và ra rất nhiều những cái quyển sách dày như thế này, thậm chí là như thế này, nếu mà nói về công trạng, tội trạng của cái đảng cầm quyền cộng sản. Thành ra trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay đó, một năm nhìn lại những cái thắng lợi rực rỡ của thiên tài lãnh đạo đảng ta đó, anh chị chỉ xin gói ghém trong cái năm 2017 ở một vài cái điểm nổi bật mà anh chị thu lượm được thôi. Chứ còn nói thật với các anh chị, không bút mực nào tả hết. Không bút mực nào tả hết. Ấy là mình nói, mình đang chỉ muốn nói tới 2017, khi cái thời khắc giao thời nó sắp sửa, chúng ta sắp sửa bước qua một cái năm mới. Huống chi mà chúng ta lặp lại mà nói mà trong vòng 40 mấy năm, thì sự thật là không bút mực nào tả xiết hết. Sẽ là những cái đề tài mà hao tốn giấy mực của chúng ta vô cùng. Ngay cả khi là chúng ta có đổi tiếng Việt để mà tiết kiệm chữ viết, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy mực của ông Bùi Hèn, thì chúng ta cũng không thể nào mà viết cho hết công trạng, tội trạng của cái đảng tà quyền cộng sản được hết đó. Các anh chị thấy, tính tới thời điểm này, ở cái thế kỷ 21 rồi, mà cái người dân Việt Nam của chúng ta đó vẫn lẹt đẹt ở đâu đó đó. Các anh chị có thấy mình vươn lên tầm cao mới không? Các anh chị có thấy mình bay lên trời cao, hòa vào biển rộng, vươn ra biển lớn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu gì đó? Các anh chị có thấy mình làm được cái điều đó, đạt được cái điều đó không?
Đất nước chúng ta phải trở nên hùng mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn bể. Không biết là các anh chị có nhìn thấy, các anh chị ở được cái tầm vóc như vậy hay không? Các anh chị có cảm thấy mình là như vậy không? Ở đây anh chị hỏi các anh chị ở trong nước, các anh chị ở Việt Nam nha. Chứ còn anh chị không nói tới các anh chị ở hải ngoại. Bởi vì cái người Việt chúng ta ở hải ngoại có những cái người thành công lắm. Ví dụ như chúng ta có cái nhà khoa học gia, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đó. Các anh chị thấy những cái thành tựu mà bà đạt được. Ngày giờ này bà được vinh danh, vinh hạnh trong cái bộ quốc phòng của Mỹ. Người Việt ở hải ngoại đó. Thì anh chị không có dám hỏi cái câu này. Bởi vì cái thành tựu của người Việt ở hải ngoại nó nhiều lắm. Chúng ta thấy, chúng ta hãnh diện, chúng ta tự hào, chúng ta khoe hoài trên Facebook. Chúng ta có chuẩn tướng Lương Xuân Việt, chúng ta có biết bao nhiêu người Việt Nam phục vụ cho cái đất nước ở Mỹ hoặc là ở bên Pháp, ở bên Đức. Chúng ta thấy cái điều đó. Thật ra cái câu hỏi này anh chị không có dám hỏi người Việt ở hải ngoại nha. Anh chị chỉ hỏi người Việt ở trong nước rằng các anh chị có cảm thấy mình hãnh diện và tự hào được sánh vai với các cường quốc năm châu bốn bể hay không? Các anh chị có thấy mình đã vươn lên một tầm cao mới hay chưa? Các anh chị có thấy mình là những cái con người mà đang dong thuyền ra khơi xa, hòa vào biển đất trời rồi đại khái như vậy đó? Những cái gì mà đảng cũng như là những cái lời mà của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó, thì các anh chị có thấy mình đạt được cái điều đó hay không? Nhưng mà anh chị thì anh chị thấy rằng nhìn lại một năm qua đó, 2017 đó, phải nói rằng là chúng ta có những cái quả bom tấn hả? Anh chị thấy, anh chị thì lại thấy như vậy đó. Anh chị thấy rằng là trong cái năm 2017 đó, chúng ta đạt được nhiều cái thành tựu lắm, mà phải nói toàn là những cái thành tựu mà bom tấn hạng nặng không? Ví dụ như các anh chị thấy cái tình trạng ở bên Mã Lai, họ bắt những cái cô gái bất hợp pháp, kể cả không phải chỉ ở trong quán bar hay là chơi ở trong những cái động nơi mà những cái cô đó làm việc, mà họ bắt cả trong những cái quán ăn rất bình thường. Họ cứ ập vào, họ gô con gái lại, bắt đầu họ hỏi ai có giấy tờ, ai là người Mã, ai thì được đưa ra. Còn lại họ hốt cho từng xe những cái cô gái. Mới hôm rồi anh Chi có share lại đó, anh Chi có share lại mấy cái post của em Trần Trân, post ở Mã Lai đó. Hay là có bao giờ mà các anh chị thấy đất nước mình hay là hai cái chữ Việt Nam của mình mà nó được hô to vang rền ở bên Nhật vì cái nạn ăn cướp, ăn cắp, ăn trộm không? Các anh chị có thấy cái điều đó không? Chứ anh chị thấy nó rực rỡ vô cùng, không? Những cái tiếng chuông gióng lên Việt Nam, Việt Nam to và vang rền, nhưng đó lại là những cái tiếng chuông cảnh báo cho một cái tệ nạn xã hội, được thứ trộm cắp, nhục nhã không các anh chị? Mà đối với đảng ta nó chỉ là những cái sự cố. Rồi có bao giờ các anh chị thấy cái tình trạng mà cu ly mà đi làm ở các cái vùng ở Trung Đông hay là bên Đài Loan và họ bị đối xử như thế nào? Em chào chị Thảo Ly, em nhận được quà của chị Thảo Ly rồi, cảm ơn chị Thảo Ly với anh Thành rất là nhiều. Kẹo đậu phộng ngon tuyệt vời, những cái khăn và một vài cái món đồ trang sức em cũng rất thích, cảm ơn chị Thảo Ly rất nhiều. Các anh chị làm phản động nó vui lắm, các anh chị thích lắm, đi đến đâu cũng được yêu, được thương, đi đến đâu cũng được mọi người chăm bẵm hết đó. Anh chị đi đến đây anh chị sướng lắm ạ. Anh Lý Đài Nhân rồi chị Hoa, chị Vân, ai nấy cũng chăm anh chị, chị Kim rồi cũng vậy, làm như mình nhỏ bé, mình nhìn mình như bê vậy đó các anh chị, thấy không? Rồi ở dưới Houston á, anh chị Song Vinh với Thảo Ly họ đi chơi, họ đi cruise về, họ cũng mua quà cho anh chị. Biết anh chị thích ăn cái kẹo đậu phộng đó, chỉ làm cho một hộp bự vậy nè. Rồi chị biết anh chị đi qua Minnesota, chị gửi từ Houston lên Minnesota cho anh chị. Làm phản động sướng lắm các anh chị, phản động đi các anh chị. Thật đó, khi mà mình có cái tấm lòng đó, khi mà mình có cái nhận thức các anh chị, mình được cưng được chiều lắm. Bởi vì các cái thế hệ đi trước họ cảm thấy họ có cái thế hệ kế thừa,
họ có cái thế hệ tiếp nối, họ thương họ quý mình lắm. Thành ra ai nói phản động là xấu thì một lát nữa đó anh Chi sẽ có một cái định nghĩa về phản động để anh Chi gửi tặng cho các cái em ở trong nước mà mở mồm ra là như con két: phản động, phản động, phản động. Đặc biệt là tặng những cái định nghĩa đó cho Dương Vi. Bé Trân cũng khoe là bé Trân cũng có quà à, bé Trân là một cô gái rất là dễ thương. Thì khi mà các anh chị thấy không, hễ mà chúng ta mà có lòng với quê hương đất nước á, và chúng ta có lòng với dân tộc đồng bào chúng ta, là tự khắc chúng ta sẽ nhận được những cái sự yêu thương từ khắp nơi. Họ không biết anh Chi là ai, các anh chị ở đây cũng không biết anh Chi là ai, các anh chị chỉ thấy anh Chi qua cái màn hình livestream, hay là ví dụ như cái bác kia đâu biết bé Trân là ai, mà chỉ thấy bé Trân là một cái người tham gia diễn đàn bày tỏ những cái uất ức, bày tỏ những cái tâm tình của mình đối với quê hương đất nước dân tộc đó. Rồi bé Trân cũng được yêu quý, bé Trân cũng được có quà. Phản động đi các anh chị, phản động vui lắm, vui lắm. Mà cái mà vui nhất đó, anh chị nghĩ rằng là cái mà vui nhất cho anh Chi á, khi mà làm cái công việc này đó, là anh Chi cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói chuyện. Và ở đâu đó, đó chính bản thân mình, các anh chị cũng cảm thấy tự hào, hãnh diện cho cái công việc mình đang làm. Là mình không phải là một cái con người sống thờ ơ và vô cảm, mình là cái con người có trí não và biết tư duy. Các anh chị không? Anh chị làm cái điều này á, trước tiên hết á, ngoài những cái niềm vui mà anh chị đem lại cho những cái lớp đàn anh, đàn chị, đàn cô chú bác đi trước á, cảm thấy rằng là có những cái lớp trẻ kế thừa đó, thì ngoài những cái niềm vui anh chị đem lại cho họ, thì sự thật ra anh chị được cái niềm vui đầu tiên hết, đó là khi mà anh chị nói chuyện đó, anh chị cảm thấy vui, cảm thấy phấn chấn, rất là tự hào và hãnh diện, và cảm thấy mình có thể ngước thẳng cái mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và mình nói chuyện với đầy một cái niềm tự hào. Mà anh chị muốn cái niềm tự hào nó phải trở thành một cái niềm tự hào dân tộc. Ô, chào chị Lisa. Chào chị Lisa, nữ tướng Lisa, nữ tướng thần tượng của biết bao nhiêu người. Các anh chị thấy không? Mình muốn, anh chị muốn cái niềm hãnh diện của cá nhân mình khi mà mình có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người khác để mà nói về sự thật đó. Thì anh chị muốn cái niềm kiêu hãnh này nó trở thành một cái niềm tự hào dân tộc các anh chị, là một ngày nào khắp trên Việt Nam mình đó, mọi người đều có thể tự hào nói rằng là mình yêu cái quê hương đất nước của mình, và mình chiến đấu vì nó, và mình hãnh diện vì mình được là một cái con người như vậy. Đó là một cái niềm hãnh tiến ở trong mỗi cái con người anh chị muốn. Thì bom, anh chị quay trở lại những cái thành tựu của cái đảng Tà quyền. Ngày hôm nay anh chị phải cố gắng dùng những cái lời lẽ tử tế, bởi vì chúng ta đang nói tới những cái thành tựu của họ, và họ là những cái thiên tài siêu việt. À, câu hỏi gì đây? Những cái câu hỏi các anh chị hỏi một chốc nữa, sau khi livestream xong anh chị sẽ text, anh chị trả lời ha. Các anh chị thấy tới cái thời điểm này nè, cuối năm 2017 rồi, mà chúng ta nhìn chung trong cái xã hội Việt Nam, các anh chị thấy chúng ta vẫn còn giữ đó 85% dân số là nghèo nàn và lạc hậu. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái bề nổi, chúng ta thấy nhà cao, cửa rộng, siêu xe, rồi làm ăn thành công, có tiền có bạc, gửi con cái đi du học, thì các anh chị thấy cái thành phần đó đó, bây giờ mình thấy nó nhiều. Đối với những cái người dân Việt Nam ở trong nước ha, nhìn qua nhìn lại thấy con ông này bà kia đi du học, rồi thấy nhà này nhà kia có xe hơi, chúng ta thấy nó nhiều. Nhưng mà cái tỷ lệ đó đó, cái tỷ lệ đó các anh chị coi, mình so trên cái mặt bằng chung cả nước, trên cái mặt bằng rộng,
thì cái tỷ lệ đó, đó nó nhiều hay không, nó thật sự nó nhiều hay không. Các anh chị biết 4 triệu rưỡi đảng viên, 4 triệu rưỡi đảng viên và 11 triệu người làm việc phục vụ cho cái bộ máy hành chính nhà nước, thì nó khoảng, và những cái thành phần á, mà trục lợi được khi mà làm ăn, biết cách làm ăn, biết cách thông đồng, thông thương với cái bộ máy hành chánh, thì các anh chị thấy cái số lượng đó nó đâu có nhiều. Nó đâu có nhiều. Cái đất nước của mình ngày xưa đó, 80% dân số là nông dân. Ngày giờ này đó, cái con số đó cũng còn nguyên à. Cái con số đó cũng còn nguyên thôi. Nhưng họ có còn là nông dân nữa không? Đất ở đâu để làm ruộng nữa để mà là nông dân? Họ là dân oan. 80-85% cái người dân của mình trên cả nước vẫn là những cái con người nghèo nàn, thiếu thốn, thiếu hụt. Họ vẫn phải sống những cái mức sống nó dưới cái mức căn bản của một cái đời sống bình thường. Anh chia sẻ với các anh chị một cái bài viết tổng hợp với những cái con số cụ thể từ cái Facebook của anh Trung Nguyễn, mà ảnh đã sưu tầm những cái con số từ những cái tài liệu, thì đó mình có thể tạm coi như là một cái bản tổng kết cuối năm của anh Trung Nguyễn dành cho cái tình hình đất nước. Hôm rồi đó, khi mà chúng ta đọc báo mà thấy báo Đảng đó nó đăng về cái sự tăng trưởng kinh tế đó, đạt bao nhiêu phần trăm đó, cái mức GDP đầu người rồi này kia, tức là họ có nhân cái dịp cuối năm mà ai ai cơ quan nào họ cũng làm những cái tổng kết đó. Các anh chị biết cái xã hội Việt Nam là họ chạy theo thành tích à. Từ cái chuyện thi cử, những cái tỷ lệ thi đậu tốt nghiệp tú tài rồi tốt nghiệp trung học cơ sở, mọi thứ họ đều chạy theo những cái con số. Thì cứ đến cuối năm các cái báo đảng họ họ làm những cái tổng kết, thì các anh chị thấy một cái điều mà nên vui, nên mừng hay nên như thế nào khi mà họ đưa ra một cái nhận định rằng cái nền kinh tế, cái sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm đó, GDP đầu người thế này thế kia. Thì bây giờ mình cùng nhìn lại cái nền kinh tế của Việt Nam trong cái năm 2017 để mình xem cái việc họ nói về cái sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là đúng hay không. Các anh chị nhìn đi, một cái nền kinh tế mà chúng ta thấy rằng là bé bé. Đầu tiên các anh chị thấy cái gì? Cái gì mà nó đập vào trong mắt mình ngay lập tức? Tất cả những cái công trình nghìn tỷ, những cái công trình ở cái hạn mức nghìn tỷ đều là những cái công trình đắp chiếu cả. Đắp chiếu. Các anh chị thấy không? Các bộ ngành từ công thương, giao thông cho tới nông nghiệp, các tập đoàn công ty lớn đều thua lỗ, nợ nần ngập mặt hết trơn. Việt Nam khổ mà nổi. Các anh chị thấy cái thời gian gần đây nè, khi mà ông Trọng á, ông Tổng Trọng á, ông bắt đầu ông quăng củi vào lò, thì các anh chị thấy nó vỡ lẽ ra biết bao nhiêu tập đoàn, doanh nghiệp của nhà nước làm thua lỗ này, thất thoát, mà cái số tiền nó lên nghìn 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 tỷ đồng á. Mình không nói tới cái chuyện xử phạt ha, mình không nói tới cái mức án họ phải gánh chịu cho cái hậu quả mà họ gây ra ha, mình không nói cái điều đó. Là tại sao? Là tại vì cái luật pháp á, của cái đảng Cộng sản nó làm ra đó, nó chỉ áp dụng cho dân đen thôi, chứ nó không áp dụng cho đảng viên hay là cho dòng tộc nhà, dòng họ nhà nó. Thành ra anh chị không có bàn tới cái chuyện làm thất thoát 4.000 mấy tỷ mà chỉ bị xử phạt có 4 5 năm tù. Tại vì luật pháp là chỉ để dành cho dân đen mà thôi. Còn những cái người trong đảng dân đỏ đó, dân đỏ thì nó không có phải chịu cái luật pháp của Việt Cộng. Các anh chị nhìn thấy không? Những cái tập đoàn mà công ty lớn
của nhà nước, nó làm ăn, nó thua lỗ, nó nợ nần, nó gây thất thoát nghìn 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 tỷ. Mà như vậy nó đã rồi, nó đang, nó tiếp tục phải trả nợ, rồi nó đi vay đi mượn. Khi mà mình nói tới cái kinh tế xã hội chủ nghĩa của cái đất nước Việt Nam mình á, với những cái con số mà nói thiệt với các anh chị, mặc dù anh chị ngồi đây anh chị nói cho các anh chị nghe những cái con số anh chị thu lượm được, hay là những cái điều anh chị thu lượm được, sự thật là anh chị không hình dung ra được, tại vì nó quá sức tưởng tượng đi, nó quá nhiều, nó quá sức tưởng tượng đi. Mình nội mà mình, người dân mình á, đi cày mà cày cả đời đó các anh chị, cày cả đời đó, từ cái tuổi lao động anh chị tính từ 18 tuổi cho đến cái tuổi về hưu 65 tuổi đi, họ cày cả đời đó mà chưa chắc họ mua được một căn nhà 4 5 tỷ. Mà nếu có mua được á, là cũng nợ nhà băng ở trong đó biết bao nhiêu và trả lãi ngập mặt. Các anh chị thấy một cái nhà của người dân, anh chị đang nói một cái nhà rất là khiêm tốn à, một cái nhà khiêm tốn ở ở trong xóm, ở những cái vùng mà nội thành nhưng mà xa đó, họ cả đời họ họ mới có thể mua được một căn nhà chừng 4 5 tỷ à, là tương đối đi ha, mà nhà cũng khiêm tốn thôi ha. Thì các anh chị nghĩ coi, mình thấy cái mức sống của người dân của mình á, cái nhà 1 2 tỷ hay là 4 5 tỷ là dữ lắm. Anh chị không có hình dung ra được mà nó làm thất thoát tới nghìn tỷ này, nghìn tỷ kia. Thật ra đối với anh chị mà nói, cái đó là một cái kinh tế vĩ mô mà nó vượt ngoài cái sự tưởng tượng của anh chị. Toàn là thua lỗ với thất thoát với lại nợ nần không à, rồi phải gánh nợ để trả. Mà các anh chị biết là những cái công ty đó toàn là những cái công ty của nhà nước không à. Khi mà những cái công ty của nhà nước họ làm là cái vốn của nhà nước phải không? Và các anh chị nên nhớ, vốn của nhà nước nghĩa là tiền thuế của chúng ta à, vốn của nhà nước là tiền thuế của chúng ta. Thành ra khi mà mình dòm thấy những cái công ty hay những cái doanh nghiệp nhà nước nó làm ăn, mình thấy nó thua lỗ nhiêu đây, nó thất thoát nhiêu kia, mình thấy không liên quan gì tới mình hết, nhưng mà thiệt ra là liên quan rất nhiều. Nó đang làm mất tiền của mình mà, tại vì doanh nghiệp nhà nước, các cái tập đoàn của nhà nước hả, các cái doanh nghiệp quốc doanh là từ tiền vốn của nhà nước không à, mà tiền vốn của nhà nước là tiền thuế của chúng ta. Thật ra nếu mà mình cứ thấy thằng đó nó mất tiền, công ty nó không liên quan gì tới mình, nhưng mà sự thật ra nó liên quan nhiều lắm à, liên quan rất nhiều á. Mình phải hiểu được cái điều đó hả các anh chị, các cái tập đoàn hay là những cái doanh nghiệp mà nhà nước, vốn nhà nước tức là của chúng ta đó, là vì đó là tiền thuế của chúng ta mà. Mà các anh chị biết lý do tại sao vậy, tại sao nó thất thoát, tại sao nó kêu là tại sao nó thất thoát, tại sao nó mất mát, tại sao nó thua lỗ và tại sao nó nợ ngập mặt, nó tạo ra những cái lỗ hổng từ nghìn này đến nghìn tỷ kia, là nó tham nhũng, là nó đục khoét, là nó vơ vét. Mà các anh chị thấy cái chánh phủ này, dùng cái từ chánh phủ thì không đúng ha, cái nhà nước này hay là cái băng đảng này, cái lớp tiền nhiệm rồi cái lớp kế nhiệm ha, rồi cái lớp kế nhiệm nó sẽ trở thành cái tiền nhiệm, rồi cái lớp kế nhiệm sau nó lên, cứ như vậy thì cái lớp sau nó lên nó đi hốt rác cho cái lớp trước, thằng nào lên cũng vơ vét, thằng nào lên cũng đục khoét, thằng nào lên là cũng lo gom góp rồi để cái đống rác đó cho thằng sau nó lên nó dọn. Nó có dọn không thưa các anh chị? Dạ đâu có đứa nào đi dọn rác đâu, bởi vì nó bỏ biết bao nhiêu tiền để mà nó vô cái ghế đó, nó vô cái chức vụ đó, hay là nó thu tóm được cái đó, thì nó lo nó hốt nó vét để nó lấy lại tiền đầu tư của nó, là tiền vốn của nó. Không có đứa nào nó dọn rác hết á, mà chúng ta là đóng thuế từng ngày từng giờ từng phút từng giây. Không có cái chuyện gì chúng ta làm trong một ngày mà nó không có cái tiền thuế của chúng ta ở trong đó. Cái công sức, cái mồ hôi của chúng ta nó cũng là cái tiền thuế. Từng cái tờ giấy chùi khi chúng ta đi toilet nó cũng là tiền thuế. Cái gì nó cũng thuế, mà có những cái thuế nó chồng thuế, có một cái món hàng nó tới hai mươi mấy loại thuế áp ở trên đó. Cho nên
tiền mồ hôi nước mắt công sức của mình làm thành cái nguồn vốn của nhà nước, và hết đứa này tới đứa kia tụi nó cứ thi nhau, tụi nó đục khoét, tụi nó hốt, tụi nó bóc, tụi nó ăn, tụi nó giọng. Thành ra cái thằng kế nhiệm nó lên nó dọn rác cho cái thằng tiền nhiệm, mà sự thật ra nó dọn cái chi, nó vơ tiếp, nó vét tiếp. Cho nên mình nhìn cái hình chữ S của mình đó, tại sao nó chỉ có cái khung vậy thôi, chứ còn nó mục hết rồi, nó ruộng hết rồi. Tại vì vậy đó, nó không có bồi đắp, nó không có củng cố, nó không có gia cố, nó không có làm cái gì hết á. Nó chỉ có đục và khoét mà thôi. Mà các anh chị thấy, cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi mà đánh cướp, mà chiếm được miền Nam Việt Nam rồi, được thừa hưởng cái gì từ Việt Nam Cộng Hòa vậy? À, hôm nọ đó, trong cái livestream trước đó, anh chị đã chia sẻ với các anh chị về cái chuyện mà khi mà họ tiếp quản đó, họ tiếp quản thì họ tiếp quản cái gì và họ thừa hưởng cái gì của cái chế độ trước Việt Nam Cộng Hòa. Họ tiếp quản được vàng, tiếp quản được tiền, tiếp quản được đô la xanh, tiếp quản được những cái cơ sở sản xuất kinh doanh và những cái thương hiệu của Việt Nam Cộng Hòa để lại. Đâu có nợ gì đâu các anh chị, thấy không? Cái hồi mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là mấy thằng Bắc Việt đó, mấy Bắc Cộng đó, mà vào mà cướp miền Nam Việt Nam của chúng ta đó, có phải mà gánh cho những cái khoản nợ trên vai giống như ngày giờ này không? Giống như ngày giờ này mà Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chúng ta mà đang nợ, nợ ngập mặt, nợ công lên tới không biết bao nhiêu. Cái, trong cái livestream trước đó, anh Chi chia sẻ với các anh chị những cái thừa hưởng của Bắc Cộng khi mà họ vào mà họ tiếp quản miền Nam chúng ta đó, Việt Nam Cộng Hòa. Những cái thành tựu trong 20 năm ngắn ngủi thôi, hai nền đệ nhất đệ nhì Cộng Hòa xây dựng được. Bây giờ nói đến cái chuyện hót rác, thì nói sự thật ra không có thằng nào hót rác cho thằng nào hết á. Thằng nào nó cũng lo nó vơ vét thôi. Và anh chị xin nhắc lại các anh chị một lần nữa, khi mà mình nhìn thấy cha con chúng nó phanh phui nhau ra, đập nhau, quăng thằng này thằng kia vô lò vì cái tội làm thất thoát tiền bạc, làm thua lỗ, làm nợ nần rồi này kia, mình cứ nghĩ rằng những cái chuyện đó nó không liên quan gì tới mình. Doanh nghiệp nhà nước thì của nhà nước thì liên quan gì tới mình. Nhưng mà xin nhắc các anh chị, doanh nghiệp nhà nước tức là vốn của nhà nước, và vốn nhà nước là tiền thuế của chúng ta. Thành ra tất cả những cái thứ mà chúng nó ăn giọng, chúng nó đục khoét, chúng nó moi cho sạch đó, thì đó là ruột của chúng ta đó các anh chị. À, tụi nó moi ruột của chúng ta, bởi vì vốn nhà nước chính là tiền thuế của người dân mình. Bây giờ mình nhìn lại cái năm 2017 trong cái lĩnh vực tài chánh và ngân hàng, thì các anh chị thấy như thế nào? Hàng loạt các cái công trình, các cái dự án mà giờ này mình phải dùng chữ Việt Cộng mình mới có thể diễn tả cho bà con mình hình dung ra được, là những cái đại án, có nghĩa là đại dự án đó, nó siêu bự, nó siêu khủng như thế nào, nghìn tỷ không đó, mà nhờ vào cái gì? Nhờ vào móc nối, câu kết tư lợi thôi. Họ lũng đoạn nghìn tỷ này tới nghìn tỷ kia, anh Chi vừa mới nói. Mà các anh chị thấy mình nói ở đây, anh Chi nói hay là mình đọc báo chí nhà sản họ viết, nó nhẹ tựa lông hồng, các anh chị thấy không? Trong khi người dân á, mình lấy một cái mức so sánh thôi, mình đi cày cả đời để mà mình có thể mình bám trụ lại đô thành, hoặc là Hà Nội, hoặc là Sài Gòn, hay Đà Nẵng, hay Cần Thơ, để mà các anh chị có thể bám trụ lại, để anh chị có một cái căn nhà ở. Trời ơi, cái nhà đó phải vài tỷ, mà vài tỷ thôi mà nó đã là mồ hôi nước mắt công sức của anh chị cày cả đời. Và ai cũng cố gắng sắm được cho mình một căn nhà để chui ra chui vô, và để làm cái của cho con cái nữa. Thật ra ai cũng cố gắng cái chuyện đó hết đó.
Mà mình thấy cái đó nó nặng. Mình thấy một cái căn nhà thôi nó nặng bằng cả cái cuộc đời của mình. Còn cái bọn đó nó cho bốc hơi nghìn tỷ này qua nghìn tỷ kia, nó nhẹ như là, nó nhẹ như một lằn 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 khói. Chào anh Thưởng, anh Thưởng có khỏe không? Nó nhẹ như một lằn khói, nó nhẹ như không, nó nhẹ tựa lông hồng. Rồi mình nhìn về cái lĩnh vực chăn nuôi thì có cái năm nào mà nó kinh hoàng giống như cái năm nay? Mà thật ra năm nào nó cũng có những cái, năm nào nó cũng có những cái sự cố rất là kinh hoàng. Năm nào cũng vậy, mỗi năm mỗi cái chiến dịch, năm thì giải cứu cái này, năm thì giải cứu cái kia. Nhưng mà năm nay 2017 đặc biệt giải cứu lợn. Giải cứu lợn trên khắp cả nước. Tại sao? Tại vì do mấy lái buôn Trung Cộng đó chơi cái trò ép giá. Mà hồi giờ cái người dân của mình nó đáng thương như thế này là các anh chị. Nó đáng thương rằng từ bao nhiêu năm rồi, năm nào cũng bị buôn lái buôn của Trung Cộng chơi xọ. Mà không có năm nào mà họ nhận thức ra được cái điều đó, để mà họ có cái phương cách để mà họ bảo vệ. Cái người nông dân của mình đâu có ngu các anh chị. Cái người nông dân của mình đó chế tạo ra được cái máy này, chế tạo ra được cái máy kia. À, cái người nông dân không qua đào tạo trường lớp mà chế tạo ra được những cái máy móc để mà phục vụ cho nông nghiệp. Và được mấy thằng đế quốc Mỹ rồi này kia qua tận nơi mua cái công nghệ đó, mua những cái máy móc như vậy. Nếu mà ngày giờ này á, khi mà các anh chị đi ở trên cái xứ Mỹ, các anh chị thấy những cái cánh đồng bạt ngàn ha, mà được máy móc hóa đó, được được hiện đại hóa, máy móc hóa. Dùng mấy cái chữ Việt cộng sao nó rắc rối ghê. Đại khái rằng là chúng ta không còn thấy những cái con trâu con bò trên cái cánh đồng của người ta nữa. À, không 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 còn thấy cái con trâu con bò trên cái cánh đồng của người ta nữa, mà thay vào đó là những cái máy móc. Rồi bây giờ đi rải phân hay là đi rải hạt giống hay gì, mình đâu có thấy mấy chị mấy bà mà ấy cái thúng cái mẹt mà đi rải 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 kiểu này nữa. Không có, máy bay nó rải, máy bay nó đi phun thuốc rồi, nó có cái hệ thống tưới tiêu đó, đang khi không cái lên xịt đi khắp nơi. Các chị thấy khi mà mình bay nội địa bên xứ Mỹ này nè, bên nội địa Nguyễn Hoàng Vũ, cái văn phong này là của Việt Cộng em, đừng xài xấu lắm em. Mặc chi biểu cảm vải lờ, cái từ này là một cái từ rất là mất dạy và bẩn thỉu và dơ giấy. Mà cái từ này là của lớp trẻ hấp thụ cái giáo dục xã hội chủ nghĩa. Và đặc biệt cái từ vải lờ này đến từ các em ngoài miền ngoài, là các cái em mà gần mặt trời, các cái em mà gần đảng rồi đó. Đây là một cái văn hóa rất là bẩn thỉu em Nguyễn Hoàng Vũ. Nếu em không phải là cờ đỏ, em không phải là dư luận viên, nếu em là một cái người Việt Nam bình thường thì anh Chi nhắc cho em, đây là một cái từ tục tĩu và dơ bẩn, em không nên xài. Mặt chị anh Chi biểu cảm quá, mặt chị anh Chi biểu cảm nhăn nhó quá, xấu quá. Trời ơi, biết bao nhiêu ngôi sao ca nhạc của Mỹ khi mà họ hát, họ diễn tả, họ đâu cần biết xấu đẹp nữa em. Có biết bao nhiêu, đúng không? Các anh chị đồng ý không? Có biết bao nhiêu những cái nghệ sĩ tài danh nổi đình đám của thế giới, khi mà họ bước lên sân khấu, dù là ca nhạc hay kịch nghệ hay đóng phim, người ta biểu cảm cái gương mặt của người ta, những cái điều người ta muốn nói, những cái điều người ta muốn hát, người ta có sợ xấu không? Nguyễn Hoàng Vũ, nếu em không phải cờ đỏ, không phải em cuồng hay là dư luận viên, hay là không phải những cái em mất dạy, à, bỏ ngay cái từ vải lờ đi nha cưng. Từ này nó bẩn thỉu và nó dơ giấy lắm. Oh yeah. Cảm ơn anh Nguyễn Bá Hải đã nhắc cho anh Chi. Cái nền nông nghiệp của Mỹ nó cơ giới hóa. Đúng rồi, nó cơ giới hóa. Nó cơ giới hóa. Các anh chị thấy anh chị bay mà bay trong nước đó, bay domestic đó, bay bay inbound đó. Anh chị chào Cha Tân. Thì mình ở cái tầm bay thấp mà mình nhìn thấy đất nước người ta rộng bạt ngàn, những cái cánh đồng
những cái ô thửa ngăn nắp vuông vức, và những cái máy bay thấp thấp nó bay, nó phun thuốc, những cái hệ thống tưới tiêu và máy cày, máy xới. Và anh chỉ tự hỏi rằng là có thể trong những cái thiết bị đó, mấy anh Mỹ cũng có thể về Việt Nam mua của mấy anh nông dân Việt Nam mình, những cái sáng chế của những cái anh nông dân mình. Người nông dân mình đâu có ngu, họ đâu có thiếu những cái sáng kiến để mà phục vụ cho nông dân, cho nông nghiệp nước nhà, phải không? Nhưng mà có bao giờ họ nhận được cái sự hỗ trợ từ cái nhà cầm quyền không, từ cái nhà nước này không, để mà hỗ trợ phục vụ cho cái nền nông nghiệp nước nhà không? Không. Chưa kể là cái sản phẩm của họ nó chồng thuế, chồng thuế, chồng thuế, chồng thuế, chồng thuế, để mà đến khi nó ra được tới tay người tiêu dùng thì nó một đống thuế, trong khi người dân không có hưởng lợi gì trong những cái loại thuế được áp đó cả. À, cái vốn mà họ thu lại được từ cái sản phẩm nông nghiệp của họ nó rất ít ỏi, nó rất ít ỏi. Như vậy thì ở đây mình đang nói về cái gì? Cái người dân của mình đó, họ cứ năm nào cũng vậy, họ bị buông lái của tàu cộng gạt. Mình nói tại ngu chết, ngu ráng chịu, ngu thế này thế kia. Nhưng mà xin lỗi, bây giờ á, người ta có thể người ta biết họ bị gạt bởi lái buôn Trung Quốc, nhưng mà họ không còn cách lựa chọn nào khác hết. Họ không còn cách lựa chọn nào cả, bởi vì họ không có sống được nếu mà họ làm những cái nông nghiệp truyền thống. Họ không có được những cái sự hỗ trợ từ cái phía nhà nước. Nhà nước không có những cái chính sách hỗ trợ cho nông dân để mà có thể bình ổn giá, hay là để mà có thể an tâm tiếp tục sản xuất, hay là trợ giá cho nông dân, rồi không có, làm gì có những cái đó, làm gì có những cái đó. Thì bắt buộc người ta phải theo cái thời vụ, theo cái trào lưu mà mấy mấy cái thằng lái buôn Trung Quốc là nó tung tiền ra, không, nó tung tiền ra, nó dụ. Mà người dân á, có thể là biết là cũng hên xui đó, nhưng mà người ta cũng đánh cuộc, người ta cũng đánh đánh cược với cái thời cuộc, được thì ăn, thua chịu, tại vì đằng nào cũng chết, tại vì đằng nào nhà nước cũng chả có cái gì mà hỗ trợ cho cái người nông dân ở trong cái xứ sở. Thật ra cái chuyện mà các anh chị thấy năm nào cũng xảy ra, không có giải cứu cam thì giải cứu quýt, không giải cứu quýt thì giải cứu thanh long, không giải cứu thanh long thì giải cứu lợn. Năm nào chúng ta cũng phải có những cái chiến dịch giải cứu. Mà ai cho phép mấy thằng lái buôn Trung Cộng mà đi qua đi lại, mà đưa ra những cái đề nghị béo bở, tưởng chừng như là béo bở mà thực tế là đều là lừa gạt người dân của mình hết. Và không một cái nhà chức trách nào có trách nhiệm để mà can thiệp, để mà bảo vệ cái quyền lợi cái người nông dân của mình cả. Các anh chị thấy không? Đây là một cái nhà nước ăn hại, không làm nên cái trò trống gì hết. Rồi, một năm nhìn lại với cái ngành thủy sản của chúng ta. Ngày giờ này các anh chị thấy không? Liên minh châu Âu họ đã từ chối nhập khẩu các cái mặt hàng thủy sản của Việt Nam. Lúc đầu á, là những cái lô hàng đưa qua thì có lô trót lọt, có lô bị trả về. Rồi sau này là hoàn toàn bị trả về. Và sau này bị cấm luôn, không nhập khẩu các cái mặt hàng thủy sản của Việt Nam nữa. Lý do là họ tìm thấy những cái độc tố ở trong những cái mặt hàng thủy sản của chúng ta. Mà những cái độc tố đó là cái gì? Đó là những cái tồn đọng của thuốc trừ sâu, hay là những cái thuốc mà bảo vệ thực vật rồi đó. Trong cái khi mà họ làm nông đó thì họ 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 xịt thuốc đồ, mà xịt một cách vô tội vạ, không kiểm soát đó. Những cái loại thuốc bảo vệ thực vật đó, nó tồn đọng, nó ô nhiễm cái nguồn nước,
Chính vì vậy cái ngành nuôi trồng thủy sản của mình á, cái ngành nuôi trồng thủy sản của mình nó bị ảnh hưởng. Cho nên những cái sản phẩm ra đời á, từ cái ngành nuôi trồng thủy sản nó làm cho con tôm, con mực, con cá, con tép của mình nó bị nhiễm thuốc kháng sinh. Đây, anh này anh vừa mới nhắc anh chị này. Thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu, kim loại nặng. Các anh chị thấy không? Đầu tiên là nó chỉ trả lại một vài cái lô hàng. Sau bây giờ cấm luôn nhập khẩu. Thì các anh chị tưởng tượng những cái mặt hàng mà mình xuất khẩu đi mà mình bị trả lại thì nó làm sao? Nó buồn quá. Nó chôn luôn ngoài biển hả? Không có đâu. Nó sẽ quay trở về trong nước. Nó sẽ thay đổi bao bì nhãn mác. Đây, nhập về từ Na Uy, nhập về từ Ireland hay nhập từ New Zealand, bất kỳ đâu có thể nó nghĩ ra không? Đó, những cái mặt hàng thủy sản mà chúng ta xuất qua cho châu Âu và Liên minh châu Âu đó, người ta từ chối, người ta trả về thì nó sẽ thay đổi những cái nhãn mác. Và những cái nhãn mác như vậy đó nó sẽ tuồn vô trong các cái siêu thị. Và dân tình mình làm sao? Ồ, cái này nhập từ Na Uy nè, cái này từ Canada nè, mua về ăn thôi. Cái chuyện mà thay bao bì, thay nhãn mác đối với Việt Cộng nó dễ ẹc à các anh chị, nó dễ ẹc à. Mình làm sao mình kiểm soát được cái chuyện đó? Cái ban mà kiểm tra chất lượng của Việt Nam hay là cái sở mà kiểm tra và về về cái kêu là cái gì an toàn vệ sinh thực phẩm của Việt Nam, các anh chị tin được không? Nếu mà các anh chị tin được thì tại sao có heo lực sĩ bán đầy ở ngoài chợ, có gà bơm nước đồ bán đầy ở ngoài chợ, cái thứ gì nó cũng bơm được không? Gà nó cũng bơm bơm nước vô gà, bơm vô tôm, rồi heo thì đứa nào đứa nấy đô mông đít như lực sĩ, mà mình hay gọi là heo lực sĩ đó, lợn lực sĩ đó. Rồi bây giờ tôm cá rồi cũng vậy. Xuất qua người ta đâu có thèm. Người ta kiểm tra người ta thấy mày toàn là độc tố, toàn là kim loại nặng, thuốc trừ sâu với kháng sinh đồ này kia không. Nó đâu có ăn. Người ta trả lại. Không lẽ bây giờ vứt, vứt thì uổng quá. Không. Thay nhãn, thay mác. Mà thành hàng ngoại nữa mới ghê. Vừa là đồ độc. Thay vì vứt xuống biển hay là hủy, tiêu hủy không. Thay nhãn mác và bán giá cao hơn. Dân mình mua hải sản ngoại nhập về ăn cho nó an toàn. Bởi vì ăn hải sản trong nước thì sợ. Sợ cái gì? Sợ ăn hải sản Phọc Mô Sa Vũng Áng. Thành ra đi mua tôm cá rồi nhập ở nước ngoài về. Mà không biết mấy cái đồ nhập đó thiệt ra là đồ trong nước xuất đi. Mà người ta chê, người ta không có nhập. Người ta trả lại. Đó, ăn đi cưng. Mà phải mua với cái giá đắt hơn nữa các anh chị. Các anh chị thấy tội nghiệp cái người dân của mình không? Dân chết. Rồi trong cái lĩnh vực cây trồng thì sao? Năm 2017 chúng ta nhìn lại cái lĩnh vực cây trồng của Việt Nam, các anh chị thấy một năm thất thu trên diện rộng phải không? Một mùa mất giá cam, mà lý do cũng là do mấy thằng lái buôn mất dạy, Trung Cộng mới chơi xỏ Việt Nam. Và các anh chị có đọc thấy một cái bài báo nói rằng là siêu nhập mạnh cà phê Trung Quốc không? Siêu nhập mạnh cà phê Trung Quốc. Chở củi về rừng. À, dạ đúng rồi, chở củi về rừng. Siêu nhập mạnh cà phê Trung Quốc. Mà cà phê Việt Nam mình đâu có thiếu các anh chị. Việt Nam mình, vùng đất đỏ Ba Gian đầy kia, Long Khánh, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Buôn Mê Thuột. Trời ơi, rừng cà phê, trà, cà phê. Mình có những cái thế mạnh của mình. Nhưng mà cái người nông dân của mình không có bao giờ, chưa có khi nào mà nhận được những cái sự hỗ trợ trong cái việc bình ổn và phát triển ngành nông nghiệp của mình từ phía nhà cầm quyền hết. Đó là lý do mà chúng ta cứ chết lần, chết mòn. Chúng ta cứ thất thu hết năm này qua năm kia trên một cái diện rộng. Và thử hỏi là mấy cán bộ lãnh đạo nó có chết không khi mà chúng ta bị thất thu toàn diện? Không. Tụi nó vẫn sống phay phay, nhà vẫn to, xe vẫn tốt. Thằng nào nấy béo phệ ra. Trong khi người dân chúng ta thì điêu đứng,
Các anh chị tưởng tượng bây giờ những cái vùng mà trồng những cái cà phê. Thông tin này hay quá, đâu để anh chị xem. Cà phê Trung Quốc có thể đã được nhiễm nấm aflatoxin. Không có cái thứ gì của Trung Cộng nhập vào xứ mình mà là cái hàng tốt, là hàng có thể ăn được, không có. Các anh chị đã thấy rồi, áo nịt ngực cho phụ nữ thì chứa cái chất gây ung thư ngực. Sữa nhập vào làm cho con nít bị não to, teo cơ, chết. Thức ăn, thức uống của Trung Cộng, Dr. Thanh đó, đều là những cái thứ bị nhiễm hóa chất hay là bị phun những cái thứ thuốc độc hại ăn vào cho chết, cho ung thư. Cà phê cũng không là ngoại lệ. Hễ mà cái thứ gì từ cái trái dâu cho tới trái cam tới trái quýt, các anh chị đã thấy từng cái vỏ cần xé quýt nó hư thối như thế nào. Nó chỉ cần nó nhúng vào trong cái thau hóa chất ấy lên là tươi tốt. Tết này, Tết Mậu Tuất này, các anh chị sẽ ăn trái cây của ai vậy? Trong khi cam, Việt Nam mình thất thu một mùa trên diện rộng. Bây giờ các anh chị, cà phê Trung Nguyên G7 hay là cà phê Vina rồi, Vina cà phê rồi, cà phê này, cà phê kia. Mà những cái doanh nghiệp của nhà nước đó, thì các anh chị nghĩ là họ lấy cái nguồn cà phê ở đâu để họ sản xuất mấy cái đó vậy? Nếu không phải là cà phê Trung Quốc siêu nhập mạnh với giá rẻ vào Việt Nam. Mà trong khi đất của mình đâu phải là thiếu cà phê, phải không? Mình trước đây cũng là một trong những cái nước xuất khẩu cà phê rất là mạnh. Mình có những cái ngành, ví dụ mình có gạo, tiêu, trà, cà phê, phải không các anh chị? Ngay giờ này mà cà phê cũng phải đi nhập của Trung Quốc, đạt mức siêu nhập mạnh. Là các anh chị biết, anh chị cứ nhắc đi nhắc lại cái từ đó. Long Khánh, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Đồng, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột. Những cái vùng đất đỏ Ba Gian đó mình trồng cái gì? Nếu không phải là trà, cà phê và tiêu. Ngành công nghiệp nặng. Chắc là các anh chị cũng nghe những cái tin, ví dụ như là châu Âu và Mỹ, họ phát đi những cái tín hiệu là họ sẽ đánh thuế rất nặng và họ truy thu thuế trên các cái mặt hàng sắt thép của Việt Nam. Bởi vì có cái dấu hiệu gian dối. Họ đã cấm, họ không nhập khẩu sắt thép của Trung Cộng. Tại sao? Tại vì Trung Cộng vi phạm những cái về những cái an toàn, nói riết không, không biết nói cái từ gì. Nghĩa là những cái sản phẩm của Trung Cộng khi mà nhập vào thị trường châu Âu, châu Mỹ đó, bị kiểm soát rất là chặt chẽ. Những cái món đồ chơi của Trung Quốc chứa những cái chất này, chứa những cái chất kia gây ung thư, thành ra bị cấm nhập. Thậm chí là những cái cửa hàng, tức là nó đã ra tới những cái cửa hàng bán lẻ đó, là được thông cáo là đều phải thu gom và tiêu hủy. Và từ đó là bị cấm nhập, thấy không? Nói tới đồ chơi con nít, rồi những cái đồ hàng tiêu dùng. Ngay cả sắt thép của Trung Cộng không có đạt chất lượng và không có tuân thủ những cái quy tắc về bảo vệ môi trường. Họ họ ở một cái mức độ ô nhiễm như thế nào, họ tàn phá môi trường ra làm sao, đại khái như vậy. Và họ không có tuân thủ những cái thỏa thuận trong cái vấn đề sản xuất thông thương như thế nào đó, thì sắt thép của Trung Cộng là bị châu Âu và Mỹ cấm nhập. Thì bây giờ nó làm sao? Nó tuồn về sân sau nhà nó. Sân sau nhà nó tức là Việt Nam mình đó. Và nó thay đổi nhãn mác. Nó thay đổi nhãn mác là Made in Việt Nam, Made in Việt Nam. Đó, Made in Việt Nam rồi nó xuất lại qua Mỹ. Thì bây giờ đó, Mỹ và châu Âu họ phát hiện ra được cái điều gian dối này. Họ đánh thuế rất nặng, họ truy thu thuế vì cái tội đó. Các anh chị thấy sắt thép được sản xuất tại Việt Nam giống như là một cái đứa con được đẻ tại Việt Nam, nhưng mà tinh trùng được đẻ ra bố mẹ nó là tàu vậy đó. Trong khi sắt thép của mình sản xuất ra, cái ngành công nghiệp nặng của mình cũng đâu có được quan tâm hỗ trợ đúng mức hả các anh chị?
Ngày giờ này cái Formosa nó trấn ở đó, mà chúng ta biết rất rõ Formosa là của Tàu. Đó là một cái căn cứ. Đó là một cái căn cứ chứ nó cũng không phải là một cái nhà máy sản xuất sắt thép nữa. Mà bây giờ cái thông tin đó là không phải chỉ có Liên minh châu Âu và Mỹ là bắt đầu có những cái thuế đặc biệt để mà truy thu cái nguồn hàng sắt thép do Trung Cộng tuồn về Việt Nam và đổi nhãn mác là Made in Việt Nam rồi nha. Mà bắt đầu bây giờ Úc đó, Úc họ cũng đang bắt đầu điều tra cái điều này để họ áp dụng cái chuyện đó. Các anh chị thấy te tua không? Chơi với tàu không có lợi gì hết. Chơi với tàu là chỉ toàn thấy hại không, không có lợi gì hết trơn. Mình kết luận, báo đảng thì đăng lên ra rả rằng ồ, Việt Nam tăng trưởng trong năm 2017, tăng trưởng thế này thế kia nọ. Mình nhìn thấy những cái tòa cao ốc cứ mọc lên như nấm ha. Rồi mình nhìn thấy những cái công trình nghìn tỷ này, nghìn tỷ kia. Nhưng mà sự thật ra những cái tòa cao ốc mà nó cứ mọc lên như nấm đó các anh chị, toàn là tiền đi vay không à. Mà tiền đi vay á, xách đít đi vay. Đi vay thì phải trả. Ai cho không? Hả? Vay về để xây những cái tòa nhà cao tầng rồi này kia, tạo ra một cái bình phong, một cái mặt tiền nhìn vô cho nó oách xì vậy đó. Thực chất toàn là tiền đi vay. Nhưng mà vay là phải trả, và trả bằng cái gì? Trả bằng những cái điều kiện, những cái đòi hỏi khắc nghiệt. Mà vay tiền của ai vậy? Trung Cộng không à? Chứ bây giờ những cái nước bên này đâu có ai cho Việt Cộng vay tiền nữa đâu. Bởi vì đã vay rất nhiều rồi và không có đủ khả năng để trả nợ. Trả lãi thôi mà cũng đổ mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con, sất bất sang bang. Bây giờ họ không có khả năng trả nợ. Thành ra những cái nước Tây phương họ đâu có cho thuê, đâu có cho vay nữa. Thành ra những cái tiền mà họ vay được, họ toàn là vay của Trung Cộng. Mà các anh chị biết rồi, khi vay là phải trả, mà mình trả bằng máu và nước mắt của người dân. Như vậy thì mình có đang thực sự là cái nền kinh tế của mình có tăng trưởng hay không? Ừ. Nó cũng chỉ là một trong những cái chiêu trò nó mà mị người dân mà thôi. Các anh chị đọc báo của Cộng Việt Cộng, các anh chị phải biết thông dịch lại cái từ ngữ của Việt Cộng. Giờ này mà vẫn còn có những cái bài báo ca ngợi cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng, trí tuệ siêu việt của loài người đó. Và năm 2017, Việt Nam chúng ta tăng trưởng kinh tế được bao nhiêu phần trăm và nâng cao cái mức thu nhập bình quân đầu người, GDP là như thế này thế kia. Các anh chị nghĩ sao mà họ coi dân mình ngu hết? Họ coi thường người dân quá. Trong khi cái sự tăng trưởng kinh tế nó như thế nào, người dân của mình là những cái người cảm nhận được rõ nhất. Tại sao mà Tết năm nào cũng thấy người dân than hết? Người dân của mình á, mỗi năm đều đón cái Tết trong nặng nề và nhọc nhằn. Cái Tết về ngày càng trễ càng muộn. Bây giờ đi ra chợ đi xem coi có ai mà vui vẻ mà sung sướng không, hay là các anh chị sẽ thấy người ta rên rên như bọng, người ta than thôi không còn gì để nói nữa. Các chị có thấy đi ra chợ đi, có thấy một bà nào lam lũ ở ngoài chợ, hay đi ra đồng, hay là đi vào trong những cái xóm bình dân của người mình, thậm chí thấy cái nhà to cao vậy chưa chắc là nhà của họ, toàn là vay tiền ngân hàng không ha, cày mửa mật. Các anh chị thấy cái người dân của mình họ than dữ vậy. Nếu mà bảo rằng là cái mức thu nhập bình quân đầu người đang tăng trưởng do cái nền kinh tế tăng trưởng, mà tại sao tiểu thương, lái buôn, nông dân ai cũng than hết là làm sao? Ai cũng than hết đó. Không có thấy ai mà vui vẻ mà hạnh phúc vì có một cái đời sống sung túc. Anh chị không thấy cái điều đó. Chào bác Ngô Trường An. Các anh chị thấy không? Nếu mà nó tăng trưởng thì tại sao nhà băng của nó hết tiền? Ừ, đúng rồi. Anh chị nhớ cái con số là 6% mà không mới nhớ chính xác.
Việt Cộng nói GDP tăng 6,8% trong năm 2017. Các anh chị thấy nếu mà nó nói tăng trưởng kinh tế và cái thu nhập đầu người tăng thì tại sao ngân hàng hết tiền này? Người dân đi ra cái máy ATM rút tiền không có tiền nè. Thậm chí rút ra đường tờ giấy để hết tiền nữa mới ghê. Rồi tại sao nhà băng cho bốc hơi tài khoản của dân vậy? Hay là nhà băng hôm nọ thấy có một cô gái nào livestream đó mất 46 triệu, có người mất mấy trăm triệu, tức là tài khoản của người ta cứ tự nhiên à bốc hơi à, tiền tự dưng biến mất à. Rồi nếu mà nói rằng là kinh tế tăng trưởng thì tại sao họ lập những cái danh sách ngân hàng xấu để họ chuẩn bị cho những cái ngân hàng đó đi phá sản? Rồi nợ công thì ngập mặt. Mà đến cái kỳ đáo hạn, đến cái kỳ trả lãi, trời ơi thấy cha con nó trong bộ chính trị, trời ơi chạy quắn đít lên để mà đi vay, đi mượn để mà đáo hạn nợ và để trả lãi. Các anh chị có lâm vào cái cảnh nợ nần không? Các anh chị có lâm vào cái cảnh nợ nần bao giờ chưa? Để các anh chị có thể hình dung ra cha con ông cháu nhà nó trong cái bộ chính trị sắn đít lên như thế nào khi mà vay 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 mượn mượn rồi. Để bởi vì nếu mà không trả nợ được đó thì các cái chủ nợ họ tuyên bố là phá sản thôi. Mà các anh chị nghĩ một cái đất nước mà phá sản thì nó như thế nào? Cái tình hình nó tồi tệ lắm chứ. Chị này nói chuyện giống Bạch Tuyết quá. Thôi làm ơn tha cho anh chị đi. Ai cũng nói anh chị nói chuyện giống Bạch Tuyết. Thôi làm ơn tha cho anh chị đi. Anh chị không thích người đó đâu. Kim Cương với Bạch Tuyết là không có anh chị trong đó rồi đó. Lý do thì chắc anh chị biết rồi. Nếu mà cái kinh tế của họ phát triển đó, thì tại sao họ phải huy động tiền vàng ở trong dân dữ vậy? Phải không? Hơn 500 tấn vàng của người dân và rất nhiều ngoại tệ ở trong dân. À, tăng trưởng kinh tế mà cào cấu đi xoay sở đầu này đầu kia để trả nợ trả lãi rồi đi vơ vét đi tìm cách suy nghĩ nặng đầu nặng óc để mà suy nghĩ để mà cướp vàng cướp ngoại tệ trong dân. Mà cuối cùng thì hình như là nó cũng phát minh ra được một cái chiêu thức cướp tiền mà cướp rất là nhẹ nhàng êm ái. Mà nếu như bà con chúng ta không cảnh giác thì chúng ta mất hết. Hôm rồi có một cái chị đó người 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 Việt gốc Hoa nói chuyện chat với anh chị, nói rằng là anh chị nghe nói rằng nghe anh chị nói những cái ngân hàng nó sẽ phá sản như nào, có thiệt không? Nó nói dạ giờ thiệt không thiệt thì giờ mình cứ đợi đi ngày 15 tây tháng giêng năm 2018 nè, khi mà cái luật cho phép ngân hàng phá sản nó được áp dụng thì chị cứ coi từ ngày 15 tháng 1 đó có bao nhiêu ngân hàng phá sản. Hiện giờ nó lên một cái danh sách 7-8 cái ngân hàng xấu nằm trong cái tình trạng phải giải quyết đó. Thì bây giờ muốn biết nó thiệt hay không thiệt thì cứ chờ tới ngày đó rồi mình coi những cái ngân hàng mà nó giải nó phá sản ra là mình biết liền. Nhưng mà mình chờ coi đó. Mình chờ coi là mình còn cái thời gian, mình đừng có biến mình thành cái nạn nhân để lúc đó mình phải nhảy lầu tự tử. Bây giờ các anh chị đó, các anh chị còn tiền ở trong nhà băng đi rút hết. Anh chị khuyên chị như vậy, đi rút hết tiền đi. Chị nói thôi ghê quá, thôi vậy mình đi rút hết, mình chừa lại một ít. Nói đừng có chừa chi, rút hết đi. Rút hết đi. Bởi vì bây giờ các anh chị thấy những cái đồng tiền mà lưu hành ở trong cái dòng chảy tiền tệ của xã hội mình bây giờ, các anh chị đã thấy mà, dân tình phát hiện ra rất là nhiều những cái tờ tiền, tiền thiệt không ở nha, giấy thiệt, đồ tiền thiệt đó, mà nó có cùng một số series. Tại sao? Một cái nhà nước nào phát hành tiền mà có thể hai tờ tiền, thật ra là rất nhiều tờ mà có cùng một cái series tiền. Như vậy nó không phải là tiền giả, không phải là tiền giả được in bởi mực giả, làm bởi giấy giả. Tiền thiệt nghĩa là giấy thiệt và mực thiệt đó, và được nhà nước họ in đó, ngân khố đồ đóng dấu ký tên này nọ kia kia. Nhưng mà nó chỉ có khác một cái là số series giống như cái số series của cái dòng tiền trước đang lưu hành vậy thôi.
Tiền nó là rác anh chị ơi. Mình có tiền bây giờ đó, mình biết khôn đó, mình rút hết tiền ra đi, mình đi mua vàng, hay là hay nhất là đi mua ngoại tệ, đi mua đô la xanh đi, cất giữ đi. Cái thứ gì á mà cái nhà nước này nó đang cần, nó đang thèm, nó đang nao núng. Ví dụ như nó đang nao núng vàng ở trong dân này, nó đang nao núng ngoại tệ đô la ở trong dân này. Mình phải đi lấy những cái đó, mình cất, mình giấu. Cái sự tăng trưởng kinh tế đó không thể nào mà tăng trưởng được khi mà nhà nước á đang gặp khó khăn. Các anh chị đừng quên cái bài báo mới cách đây không có bao lâu à. Nhà nước báo đảng rồi đăng, nhà nước đang gặp khó khăn. Phải tìm cách huy động vàng và ngoại tệ trong dân để mà giúp cho nhà nước vượt qua những cái khó khăn này. Nó đang khó khăn vậy mà nó vẫn tăng trưởng kinh tế, tăng GDP 6,8% đầu người á. Các anh chị thấy nó nói láo không? Giấu đầu lòi đuôi à. Giấu đầu lòi đuôi các anh chị. Có bao nhiêu tiền đi rút hết đi. Chúng ta đây bây giờ là cuối năm 2017, chúng ta còn có chừng 2-3 tuần nữa là cái luật cho phá sản nhà băng nó có hiệu lực và nó được áp dụng. Cho nên đi rút hết tiền ra khỏi nhà băng đi các anh chị. Rút hết ra và đừng có giữ tiền Việt Nam. Bởi vì nó chỉ là một đống giấy lộn à. Ngày mai ngày kia các anh chị không tin hả? Cái tờ giấy 500 ngàn nhà các anh chị với tờ giấy 500 ngàn nhà hàng xóm có hai số seri giống hệt nhau. Vậy thì tờ của mình hay tờ của nó, đứa nào là giả, đứa nào là thật? Các anh chị thấy không? Nó không có một cái giá trị nào nữa hết á, cái đồng hồ tệ. Rút hết ra khỏi nhà băng, đi mua, đi bán, đi đổi làm sao đó, đem về những cái đồng tiền euro xanh xanh dễ thương đi các anh chị. Mà họ nghĩ ra được những cái cách cướp tiền của chúng ta, nào là bốc hơi tài khoản, bốc hơi những cái số tiền vài trăm triệu đại khái như vậy, một cách nhẹ nhàng, tinh vi và ảo diệu, đến độ mà chúng ta không nhận ra được rằng là chúng ta đang bị mất từng cái đồng tiền là núm ruột của mình không nhận ra được cái điều đó. Và các anh chị nghĩ sao khi mà họ loa lô rằng là họ đang tăng trưởng kinh tế, mà bao nhiêu cái doanh nghiệp nhà nước họ đều phải đi thoái vốn. Đi thoái vốn, các anh chị hiểu cái từ thoái vốn không? Bán thì nói đại bà là bán, thoái vốn, thoái vốn. Một chốc nữa đó anh chị sẽ đọc cho các anh chị nghe một cái câu chuyện chị dậu của thời đại của Facebook Ngô Trường An. Anh chị sưu tầm đây để một chốc nữa anh chị đọc cho các anh chị nghe. Các anh chị thấy những cái thương hiệu của chúng ta, Vinamilk, Sapeco, Bia Sài Gòn 33, những cái thương hiệu của mình đó, đó là những cái công ty, những cái tập đoàn, những cái doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước. Vốn nhà nước nghĩa là tiền thuế của dân, lẽ ra là cái nhà nước này á, nó phải làm như thế nào để mà cho những cái doanh nghiệp này nó hoạt động một cách hiệu quả, nó sinh lời sinh lãi, nghĩa là cái tiền thuế chúng ta đóng góp nó là cái, các anh chị biết không, vốn nhà nước hay ngân sách nhà nước, nói trắng hoạch tẹt ra nó là tiền thuế của chúng ta, của người dân. Và khi mà Việt Cộng đó, nhà nước đó, họ sử dụng cái ngân sách nhà nước, nghĩa là họ sử dụng cái tiền thuế của chúng ta cho những việc gì? Ăn chơi đàn đúm tiếp khách, vớ vẩn, phải không? Hay họ sử dụng cái tiền thuế của chúng ta, tức là vốn nhà nước, họ đầu tư, họ sinh lời sinh lãi. Nhưng mà sự thật ra có lời có lãi hay không các anh chị? Lỗ này, lỗ này, lỗ này, thất thoát này, nghìn tỷ này, nghìn tỷ kia. Những cái thương hiệu mà trước đây đó, cho dù của tư nhân đi nữa mà nó quốc hữu hóa thì nó cũng trở thành của nhà nước, là một hình thức nó cướp gì, cướp tư bản gì. Những cái doanh nghiệp nhà nước đó bây giờ họ đem bán, họ bán cho ai? Họ bán cho nước ngoài. Nước ngoài đây không ai xa lạ hết, là những người gốc Hoa. Đó là mình nói một cách nhẹ nhàng, mình nói một cách tránh né. Ví dụ như bán trong tỷ phú người Thái gốc Hoa. Hôm nay mình đọc được một cái tin, mình thấy cái anh tỷ phú gốc Hoa đó đó, tỷ phú người Thái gốc Hoa đó đó, trước đây đó, trong những cái thương vụ khác với các cái đối tác Mỹ, châu Âu rồi Úc rồi ha, thì anh tỷ phú người Thái gốc Hoa này bị loại ra khỏi những cái thương vụ đó. Lý do là không đủ tiềm lực về tài chánh.
Thế nhưng cái anh tỷ phú người Thái gốc Hoa này đó lại có thể mua được những cái thương hiệu hay là những cái công ty doanh nghiệp nhà nước của chúng ta một cách rõ ràng, nhẹ nhàng, dễ dàng. Họ bán dần dần rồi các anh chị thấy không? Những cái gì mà làm nên tự hào đâu, nào là nâng niu bàn chân Việt đâu, nâng niu đàn chim Việt đâu, rồi cái gì, nâng niu cái bụng bia Việt đâu. À, đại khái là tất cả những cái doanh nghiệp nhà nước đó, vốn của nhà nước. Bây giờ họ túng quẫn, họ túng thiếu quá rồi, họ cũng phải đem bán. Như vậy thì những cái đồng tiền thuế của mình đó, nó đi về đâu à các anh chị? Không phát triển gì được đất nước, không ít nước lợi nhà gì cả. Không ít nước lợi nhà gì cả. Đó là mình điểm sơ qua của cái năm 2017 đó, về cái sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ta trong năm 2017. Đó là anh chị mới điểm sơ lược những cái về kinh tế thôi, trong các cái lĩnh vực, các cái bộ ngành, công thương, giao thông, nông nghiệp, hay là bên lĩnh vực tài chánh, ngân hàng. Bây giờ, nếu mà chúng ta có thời giờ mà chúng ta điểm nữa về giáo dục, về y tế, thì ôi thôi, giấy mực nào mà viết cho xuể, viết cho hết. Các anh chị thấy y tế mình mà, phải không? Mỗi ngày 400 trẻ em chết. Mỗi ngày mà gần 400 người chết vì ung thư. 400 người lớn, lớn nhỏ trẻ em. Một ngày gần 400 người chết vì ung thư. Và một ngày 400 trẻ sơ sinh chết. Thì các anh chị thấy cái nền y tế của mình ha, rồi giáo dục, những cái sai phạm trong cái môi trường học đường, rồi những cái tệ nạn bọn con nít nghiện ngập, ngáo đá, ma túy, rồi bọn con nít bạo hành, không đập lộn nhau. Đại khái là chúng ta nhìn đó, ở y tế hay giáo dục đều phải có, đều có, đều thấy những cái tệ nạn. Và những cái thành tựu nào khác hả các anh chị? Các anh chị có thấy cái năm nào mà rực rỡ như cái năm 2017 về cái tệ nạn ấu dâm không? Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ, học tập theo gương lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Các anh chị có thấy cái càng ngày đó, càng ngày với cái sự phát triển của các cái phương tiện truyền thông đại chúng, thì các anh chị thấy cái thời đại nào mà rực rỡ giống như cái năm 2017 này, thời đại rực rỡ Hồ Chí Minh về cái tệ nạn ấu dâm, hay là những cái nạn bạo hành trẻ ở trong những cái môi trường, ngay trong chính cái môi trường học đường trẻ em. Phải nói rằng là cái năm 2017, khi mà chúng ta vừa mới tổng kết lại những cái thành tựu rực rỡ của các cái đỉnh cao trí tuệ thiên tài đảng ta siêu Việt, anh chị chỉ có một cái từ khủng khiếp. Cái tiếng Việt thì anh chị đã nói rồi, nó không phải chỉ là những cái dự án mà tào lao thiên địa đem ra để mà dắt mũi dư luận, để mà xoa dịu lèo lái cái dư luận đi sang một cái hướng khác khi mà Trung Quốc nó đang quân sự hóa ở ngoài đảo Phú Lâm. Nó là một cái dự án nghiêm túc. Và mới đây nữa các anh chị thấy, khi mà trên Facebook và những cái livestream mà anh Chi thường lấy những cái chủ đề ví dụ như mất nước rồi lượm ơi, mất nước rồi nở ơi, các anh chị thấy anh Chi chia sẻ với các anh chị những cái biến động ở trên các cái vùng biên giới không? Hay là những cái cuộc mà viếng thăm làm việc giữa giữa quân kháng chiến giải phóng nhân dân gì của Trung Hoa đó với Việt Cộng mình. Thực ra các anh chị thấy chúng ta cứ hô hào rằng chúng ta không còn thời gian nữa, bởi vì năm 2020 sắp đến. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta phải sáp nhập
Bước 1 vào tàu đó, theo cái mật ước Thành Đô được ký năm 90. Nhưng mà thực ra đó các anh chị thấy, khi mà mình điểm lại, mình thấy cái năm 2017 là một cái năm nhiều biến động. Và họ đã chuẩn bị từng bước rất là kỹ càng và chi tiết cho cái việc sáp nhập. Thì sự thật ra anh chị nghĩ rằng là cái việc sáp nhập nó có thể nó diễn ra ngay ở trong cái năm 2018. Bởi vì sao? Bởi vì cái năm 2017 đó, khi mà họ có những cái bước dò dẫm cái phản ứng của dư luận và họ có những cái bước chuẩn bị đó, họ thấy nó diễn ra quá thuận lợi, quá thuận tiện. Cái phía Trung Cộng, các anh chị thấy họ họ nôn nóng, họ thúc ép. Họ nôn nóng và họ thúc ép. Cái chuyện đó nó diễn ra nhanh chóng chừng nào, tốt chừng đó. Và phải công nhận rằng là thiên tài đảng ta đã làm cái việc sáp nhập một cách nhẹ nhàng và êm ấm mà chúng ta không hay biết gì cả. Người dân chúng ta không hay biết gì cả. Nếu có biết chỉ là một số rất ít. Một số rất ít. Các anh chị thấy mới đây không? Mới cách đây có 1-2 ngày à. Tháng 12 năm 2017, mới đây thôi. Một cái lễ kết nghĩa diễn ra. Một cái lễ kết nghĩa hữu nghị các cái liên đồn trạm biên phòng, tức là đồn biên phòng hay trạm biên phòng giữa Việt Trung. Tại sao phải kết nghĩa vậy? Tại sao phải kết nghĩa với một thằng ăn cướp? Tại sao phải kết nghĩa với một thằng ngoại bang mà cái dã tâm xâm chiếm của nó luôn luôn rình rập xứ sở của chúng ta? Tại sao phải kết máu ăn thề với một cái thằng như vậy? Các anh chị thấy ha, mà mỗi lần ha, có một cái bức hình nào mà đăng lên, anh chị thường cố gắng moi móc quan sát cái ngày tháng của nó để mình xem cái thời điểm nó đang diễn ra. Thì cái bức hình này là mới cách đây có một vài ngày thôi, tháng 12 năm 2017. Đó là lễ ký kết, lễ kết nghĩa. Tại sao phải kết nghĩa? Cắt máu ăn thề hay sao? Thời này là thời nào rồi? Các anh chị có thấy nó nhiễm kiếm hiệp của Trung Cộng quá nặng. Sư tỷ, sư muội, sư huynh, sư đệ rồi, kết máu ăn thề rồi, kết nghĩa, chị em kết nghĩa, con gái nuôi kết nghĩa, nuôi xong ăn thịt, đại khái vậy. Những cái trò nhảm nhí. Mà khi các anh chị dòm vô cái bức hình đó đó, quân đội của hai nhà nước, quân đội giữa hai nhà nước, biên phòng của hai nhà nước, các anh chị nhìn vào, các anh chị biết thằng nào là Trung Cộng, nào là Việt Cộng không? Anh chị không có nhìn ra, tại vì nó giống nhau lắm. Nó mặc chung một bộ quân phục. Nó mặc chung một bộ quân phục các anh chị. Thành ra mình không biết được nào Việt Cộng mà nào Trung Cộng. Mà kết nghĩa giữa biên phòng, liên đồn, liên trạm là các anh chị phải hiểu cái ý nghĩa của cái việc đó. Nghĩa là bây giờ không còn biên giới nữa. Không còn biên giới nữa. Biên giới làm cái gì nữa cho mệt. Kết nghĩa rồi. Hòa vào làm một rồi. Một cái đất nước mà không còn biên giới nữa. Các anh chị đã nhìn thấy cái thảm họa của châu Âu bây giờ, người ta đang phải gánh chịu khi mà người ta bỏ đi các cái đường biên giới không? Khi mà cái liên minh châu Âu nó thành lập và họ bỏ đi các cái đường biên giới đó, họ hòa vào làm thành một khối. Các anh chị thấy bây giờ họ phải đối mặt với biết bao nhiêu cái tệ nạn. Đối với cái nhìn riêng của cá nhân anh chị đó, cái việc mà xóa bỏ biên giới giữa các nước như vậy là một cái việc làm không có hay, không có nên. Tại sao vậy? Tại vì anh chị nghĩ rằng là cái trình độ của các nước nó không có tương đồng. Nó có những nước phát triển, quá phát triển, nó có những cái nước phát triển vừa vừa và nó có những cái nước lẹt đẹt. Cái trình độ dân trí hoặc là cái mức độ về kinh tế, về mọi mặt, nó không có đồng đều để mà mình có thể mình xóa hết cái ranh giới, cái biên giới giữa các nước và mình hòa vào làm một. Thì như vậy bắt buộc mình phải gánh vác hoặc là mình phải chịu những cái tệ nạn của những cái xứ sở mà nó chậm phát tiến, chậm phát triển, chậm chậm quay chậm tiến, hay là những cái xứ sở mà nó không có thực sự là những cái xứ sở mà pháp trị, cái luật pháp của nó lỏng lẻo, đại khái như vậy. Thì anh chỉ thấy cái việc mà châu Âu họ bỏ đi cái ranh giới, cái biên giới giữa các nước là một cái việc làm anh chị không có. Và dĩ nhiên hả, những cái đầu to bự của họ họ tính toán cái gì ở cái tầm nhìn xa, quy mô vĩ mô như nào thì anh chị không biết, nhưng mà anh chị chỉ thấy nó là một cái việc làm hỏng nên. Thì ngày giờ này mình đi xóa bỏ biên giới,
Các anh chị cũng thấy rồi, những cái hình ảnh là lính Trung Cộng nó đào bới các cái cột mốc, nó thu về, nó vứt đi rồi. Ngay giờ này không còn cái cột mốc nữa. Các anh chị thấy cái diện tích Việt Nam mình đó, cứ càng ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ đi. Mình mất hơn 6% cái diện tích đất. Không? Mình mất hơn 21.000 km vuông cái diện tích đất. Là mất nhiều hay không? Nhưng mà ngày giờ này, cái đó đó, nó có còn giá trị gì đâu, những cái con số đó. Tại vì cho dù trên cái dữ liệu mà mình nhìn thấy được của Ngân hàng Thế giới World Bank hay là Wikipedia chẳng hạn, nói về cái diện tích của Việt Nam, mình so ở cái thời điểm này với 10 năm trước, với 10 năm trước và cho với cái thời trước đó nữa, cái diện tích của mình càng lúc nó càng thu hẹp lại. Lúc đầu nó mất 10.000 cây số vuông, sau nó mất tới 21.000 cây số vuông và nó mất nữa. Nhưng mà bây giờ những cái con số đó nó cũng thành vô nghĩa. Tại sao anh chị nói như vậy? Bởi vì các anh chị nhìn từ Bắc chí Nam, từ Lạng Sơn cho xuống tới mũi Cà Mau, trên cái mảnh đất hình chữ S mình có bao nhiêu cái khu vực tràn lan tàu, và mình có bao nhiêu cái khu vực mà ở nơi đó nó đã hình thành những cái làng xóm chỉ dành riêng cho người tàu và xài nhân dân tệ. Ở Hội An có, ở Đà Nẵng có, ở Nha Trang có, ở Bình Dương có, ở Sài Gòn có, dưới Long An có, ở đâu cũng có, ở đâu cũng có những cái làng xóm, những cái khu biệt lập của người tàu mà cấm không có người Việt Nam. Ở những cái khu phố đó, các anh chị thấy bảng hiệu đều treo bằng tiếng tàu, mua bán, sử dụng cái đồng tiền của tàu và không bán cho người Việt Nam. Người Việt Nam không nên vô cái khu đó, không ai bán cả. Những cái khu phố tàu mà biệt lập, nó xài luật của nó xài tiền của nó và nó cấm Việt Nam vào, bén mảng vào. Thì các anh chị thấy như thế nào? Thì những cái con số mà chúng ta bị mất về cái diện tích của đất nước, nó chả còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nó chỉ là một cái con số thể hiện. Chứ còn thực tế ra trên cái mảnh đất hình chữ S là đã bao nhiêu thôn, xóm, làng, xã của người tàu biệt lập, tự trị luôn. Cái chuyện lễ kết nghĩa, nó hết từ nó dùng rồi. Nó hết từ nó dùng rồi. Thành ra nó cứ lúc thì kết nghĩa, lúc thì giao lưu hữu nghị, lúc thì thắt chặt tình hữu nghị, đủ thứ từ. Nhưng thực tế là cái gì? Ngay giờ này không còn cột mốc biên giới nữa các anh chị. Anh chị tin rằng là các anh chị cũng đã nhìn thấy ha, những cái hình ảnh mới đây thôi. Là bộ đội của hai nước, Việt Cộng và Trung Cộng, cùng nhau đào bới và nhổ cha nó đi hết những cái cột mốc biên giới. Bởi vì không còn nữa. Cột mốc biên giới để làm gì? Ranh giới biên giới để làm gì? Khi chúng ta đã là người một nhà, khi mà nó đã ký kết những cái liên đồn liên trạm như vậy thì cột mốc biên giới để làm gì nữa? Đó là lý do nó nhổ hết cha nó mấy cái cột mốc biên giới đó. Bây giờ không cần mà buổi sáng tao dời ra một khúc, rồi cái buổi tối mày dời lại một khúc, kiểu mà chiến tranh cục bộ đó mà. Ngày giờ này không còn nữa. Bằng chứng đâu hả? Nó đầy ở trên mạng kia kìa. Rồi cái lễ ký kết rồi báo Tiền Phong nó đăng đó. Bằng chứng đâu? Mày đọc báo nhà bản đi. Báo nhà đảng đăng đó. Chứ không phải thế lực thù địch nào đăng đâu. Mệt quá. Các anh chị thấy không? Những cái cột mốc đó bây giờ là vô nghĩa. Thậm chí những cái con số mà chúng ta đọc được, chúng ta tìm thấy trên các cái thông số của Ngân hàng Thế giới cũng vô nghĩa. Nó không thể hiện cái điều gì nữa hết. Bởi vì hai nước chúng ta đã là một rồi. Chúng ta đã là người một nhà rồi. Liên đồn, liên trạm rồi. Biên giới, biên dung gì nữa. Chi cho nó mệt. Không cần phải mất công sức đêm. Thằng anh cũng ngủ ngon mà thằng em cũng ngủ ngon. Không thằng nào phải đêm đêm mà canh nhau mà di dời cột mốc đồn chi nữa cho nó mệt. Không chơi trò chiến tranh cục bộ nữa. Chúng ta đã là người một nhà. Các anh chị có vui mừng vì cái điều đó không? Các anh chị có vui mừng khi trở thành công dân của Trung Cộng không?
Các anh chị đã sẵn sàng để đổi quốc tịch và để học tiếng tiếng Việt mới của Bùi Hèn chưa? Quá rực rỡ. Và thêm nữa, các anh chị thấy hôm nay mình đã thấy cái bản đồ Việt Nam hình chữ S bằng tiếng Tàu rất chi tiết, rất cụ thể, 64 tỉnh thành được viết bằng tiếng Tàu, mà trong đó phía Biển Đông được ghi rằng của Tàu Cộng. Có một cái cô gái ở bên Thụy Sĩ gửi cho anh chị một bức hình, nói chị ơi, em đi ngang qua một cái công ty du lịch, em phải chụp cái hình này gửi cho chị. Là cái gì vậy? Là quảng cáo du lịch Việt Nam á, mà hình chữ S Việt Nam đây, thì cái vùng biển đây nó để là Mer de Chine, biển của Trung Cộng. Trời ơi. Bây giờ còn có 310 mấy ngàn thôi, nó giảm đi 21 ngàn mấy trăm cây số vuông đó. Các anh chị thấy một cái bản đồ của đất nước mình mà được vẽ ra 64 tỉnh thành, địa danh được ghi bằng tiếng Tàu cụ thể đó, và biển Hoàng Sa Trường Sa thuộc về Trung Cộng. Có những cái tên gọi, những cái tên nó viết chữ Tàu không mà mình biết gì mình đọc. Tại sao Trọng Lú cho ra đời cái bản đồ Việt Nam bằng tiếng Tàu đó? Họ thăm dò cái phản ứng của dư luận mình, chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta phản ứng gì được nữa? Khi mà anh em chúng nó đã thành người một nhà, khi mà cột mốc biên giới không còn, ranh giới phân định giữa hai nước không còn nữa. Anh chị sẽ đưa lên mạng. Họ đi John nè, họ đi John là cái người gửi cho anh chị cái tấm bản đồ chữ Tàu đó. Họ đi John tung lên mạng đi rồi anh chị share lại. Anh Hoàng Tấn Bạch, anh Hiệp Nguyễn cũng đã có share những cái bản đồ này rồi. Anh chị cũng vừa mới thấy sáng nay. Các anh chị thấy không? Cái việc sáp nhập Việt Nam vào Tàu năm 2020 đâu cần lâu dữ vậy. Nó diễn ra rồi đó. Nó diễn ra rất là nhẹ nhàng, thuận lợi và êm ấm vô cùng. Cái lực lượng 47 đó, cái lực lượng 47 người, 10.000, 10.000 cái em dư luận viên đó sẽ là những cái đối tượng thu lượm nội tạng đầu tiên hết khi Trung Cộng nó tràn vào. Tại vì sao? Tại vì cái việc ví dụ như hình thành cái đội hồng vệ binh, hình thành cái đội cờ đỏ đó, hay là hình thành cái đội ngũ mà 10.000 dư luận viên ở trên mạng đó, tất cả những cái bước cờ đó đều học từ Trung Cộng hết. Và hãy nhìn Trung Cộng họ đối xử với các cái đối tượng hồng vệ binh của họ ra làm sao, thì cái số phận cờ đỏ của chúng ta sau này cũng vậy thôi. Và bây giờ cái lực lượng dư luận viên á, là cái lực lượng mà nó sẽ thâu tóm đầu tiên, bởi vì nó xong việc rồi, dư luận viên làm để làm chi nữa, trả lương tiền đâu trả. Thành ra cái lực lượng 47 các em đó, 10.000 dư luận viên, trong đó những cái em đang sủa ở đây nãy giờ nè, các em sẽ là những cái người bị triệt tiêu, thủ tiêu đầu tiên. Thứ nhất, để các em làm lộ bí mật quốc gia sao? Để các em tiền đâu nuôi? Và để các em đó để tự bôi xấu, tự trét cước lên mặt mình à. Thành ra 10.000 em dư luận viên á, cái lực lượng 47 sẽ là những cái em vào lò nội tạng đầu tiên hết. Rực rỡ quá hả các anh chị? Cái năm 2017 các anh chị thấy Việt Nam mình diễn ra nhiều cái biến động, nhiều vô cùng. Kinh tế rồi y tế rồi giáo dục rồi này kia nọ. Nhưng mà anh chị nghĩ rằng cái thành tựu rực rỡ nhất, cái thành tựu mà rực rỡ nhất mà cái đảng cầm quyền Cộng sản nó đạt được trong cái năm 2017 đối với anh chị mà nói, đó là cái thành tựu rực rỡ về cái mặt nó sáp nhập được hai cái quân đội với nhau, nó sáp nhập được hai cái đất nước với nhau, không tốn một viên đạn và trước cả cái thời hạn được đề ra. Đó là một cái thành tựu rực rỡ của các cái đỉnh cao trí tuệ siêu việt của chúng ta. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sự im lặng của người dân trong nước. Thành ra cái công cuộc sáp nhập này nó thành công.
đối với về cái mặt truyền thông quốc tế nó êm ấm vô cùng, ai biết đâu mà chống mà đối. Với lại người ngoài người ta có muốn chống, người ta có muốn phản đối rồi cũng được nữa, tại có phải chuyện nước họ đâu mà họ phản đối. Là người Việt Nam tự nguyện sáp nhập, người Việt Nam khao khát được trở thành công dân Trung Cộng. Người Việt dân không than phiền, không phàn nàn, không phản đối thôi, chứ Mỹ, Pháp, đồn, Nga đồn sao nó phản đối giùm mình được. Anh chỉ nghĩ cái việc mà kinh tế, y tế, giáo dục đó, 42 năm qua đó, năm nào đảng ta cũng có thành tích. Chưa có năm nào mà không có thành tích hết đó. Tuy nhiên, theo cái nhận định cá nhân của anh Chi thì cái thành tích nổi trội, gọi là một cái thành tựu rực rỡ nhất trong mấy chục năm lãnh đạo điều hành của Đảng Cộng sản đó, thì cái thành tựu to lớn nhất đó là sáp nhập một cách thành công, êm ấm và không tốn một viên đạn nào cả. Thậm chí là nhanh gọn lẹ trước cả thời hạn 2020 nữa. Các anh chị thấy không? Và các anh chị đã chuẩn bị chưa? Đã sẵn sàng chưa? Các anh chị đã tập cho quen chưa? Tung của vạn tuế, tung của vạn tuế. Nước mất nhà tan thật sự rồi. Anh chị sẽ gửi đến các cái em định nghĩa phản động. Anh chị sẽ gửi đến các em định nghĩa phản động. Phản động là gì? Định nghĩa thế nào là phản động? Mấy em của lực lượng 47 còn đó không? Anh chị đọc cái này là những cái điều mà anh chị sưu tầm được từ cái Facebook của Chung Thép ha. Định nghĩa thế nào là phản động? Nãy giờ thấy có quá nhiều người nói mình là phản động. Nhưng mà như anh chị chia sẻ lúc đầu, phản động rất là thích các anh chị. Phản động sướng lắm. Phản động đi đến đâu cũng được yêu quý. Phản động đi đến đâu cũng được chào đón. Bằng chứng rằng là anh chị được chào đón, được yêu quý, được yêu mến, có quà suốt. Được mấy anh chị, cô chú bác rồi quan tâm hỏi han. Anh chị mua được cây đàn guitar rồi. Anh chị sẽ chụp hình và khoe lên. Cây đàn đó là món quà từ đâu, từ ai? Các anh chị thấy làm phản động vui không? Thích lắm. Thì bây giờ phản động là như thế nào? Anh chị xin cóp nhặt cái định nghĩa phản động từ Facebook Chung Thép để đọc cho các anh chị nghe ha. Phản động á là cái chủ trương ngu dốt, độc tài và kìm hãm cái sự phát triển đất nước với thế giới. Thì các anh chị thấy Việt Nam chúng ta ngày giờ này phát triển tới đâu? Có sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không? Là nhờ vào bác cháu chúng ta đấy. Thì các anh chị thấy rõ rồi. Cái sự phát triển của đất nước so với thế giới thì Việt Nam chúng ta phát triển như thế nào? Thành ra đó, phản động là cái thứ mà nó kìm hãm cái sự phát triển của đất nước chúng ta đối với thế giới. Thì thằng nào con nào đứa nào là những cái người ngăn cản cái sự phát triển đó vậy các anh chị? Có phải là người dân chúng ta không? Người dân chúng ta tự ngăn cản cái sự phát triển của mình hả? Phản động là như vậy đó nha mấy cưng. Phản động là chính sách độc đảng không để cho người dân quyết định vận mệnh đất nước. Điều này quen quá. Việt Nam mình có mấy đảng các anh chị? Việt Nam mình mấy đảng? Việt Nam mình có hai đảng không? Ba đảng, 10 đảng? Không, Việt Nam mình có một đảng thôi. Đó là đảng đỉnh cao trí tuệ siêu việt loài người, Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tất cả những cái đảng phái khác như là Quốc dân đảng, Việt Tân, hay là Liên minh hay Liên hợp hội các dân tộc gì đó, tất cả đều là thế lực thù địch và tất cả đều là khủng bố cả. Phản động là cái gì? Phản động là cái bọn tàn phá rừng, tài nguyên, khoáng sản cha ông để lại. Bây giờ người dân mình có đốn cây về làm nhà không? Đảng mình hay là dân mình là những cái người mà có những cái ngôi nhà rường, nhà cột cổ xưa hay là những cái bộ bàn ghế mà gỗ quý rồi trạm rồng, trạm phượng rồi. Ai ai là cái người có cái đó?
người dân của mình á, chở có hai khúc củi bị bắt vì cái tội mày chặt rừng, mày phá hoại tài nguyên thiên nhiên đất nước. Các anh chị có nhớ cái bức hình đó, người dân ấy đi đốn củi trong rừng bị bắt vì cái tội mày phá rừng, trong khi cái bọn lâm tặc thì nó có hẳn một cái đường dây điện cao thế 500 kV để phục vụ cho cái việc cơ giới, đã đem cơ giới vào rừng sâu để mà phá rừng, đốn cây. Mà bọn lâm tặc là ai các anh chị? Là bọn kiểm lâm. Bọn kiểm lâm là ai? Là cán bộ cơ quan nhà nước. Các anh chị thấy nó có tức cười không? Luật lệ làm ra chỉ để áp dụng với dân đen thôi. Người dân mà đi vào rừng mà lỡ ngớ mà chặt kiếm củi về đốt về nấu, hay là về mà cưa đục đẽo làm cái giường cho bê nó nằm ngủ là chết. Mày phạm vô cái tội phá rừng nè con, bắt. Trong khi lâm tặc thì trời ơi, mấy cưa, mấy đẽo, mấy kéo. Mà nhờ vào, thật ra các anh chị nó chả tử tế gì hả? Dân mình vẫn còn thiếu điện xài, không có đủ điện để xài hả? Phải mua điện với giá cắt cổ. Nó làm cái đường dây điện mà xuyên Trường Sơn gì đó mà 500 kV, nó để nó phục vụ cho cái việc gì? Để nó phục vụ cho cái việc chặt phá rừng, nó phục vụ cho cái việc khai thác tài nguyên khoáng sản, những cái mỏ, những cái hầm. Cái đường điện 500 kV đó không tử tế, không phải làm cho dân xài đâu. Dân mua điện mắc thấy mồ giá cắt cổ luôn. Trong khi cái đường điện nó làm ra là để nó phục vụ cho bọn cướp. Lâm tặc là cướp rừng cái gì? Ai? Đứa nào? Lâm tặc là ai? Là kiểm lâm, là cán bộ nhà nước. Rồi cái bọn khai thác mỏ khoáng sản rồi này kia của đất nước đó là ai vậy? Không phải là công ty nhà nước hả? Có một cái công ty tư nhân nào mà đi khai thác mỏ than không, ngoài công ty của Trung Cộng? Lâm tặc hay là tài nguyên tặc được, toàn là bọn cướp. Cướp là ai? Cướp là cán bộ có thẻ đảng cả. Rồi phản động là gì nữa? Phản động là làm ngơ để cho các cái công ty xả thải gây ô nhiễm đất nước. Điều này có không? Người dân mình có không? Người dân của mình xách máy đi quay, làm đơn đi tố cáo, thậm chí là dăng lều, dăng mùng, dăng bạt, ngồi đó trước ủy ban cả ngày lẫn đêm, thậm chí là dựng lều trại ngay trước cái cửa của cái cơ sở sản xuất mà gây ô nhiễm đó, để canh me, để không cho cái cơ sở đó nó hoạt động trở lại. Người dân mình đi canh chừng, đi thu lượm những cái bằng chứng cái công ty này xả thải gây ô nhiễm môi trường nè, ảnh hưởng tới cái đời sống của bà con nè. Còn trong khi đứa nào, ai là cái bọn làm ngơ, bịt mắt bịt tai, bật đèn xanh dưới gầm bàn để cho các cái doanh nghiệp đó làm những cái điều như vậy? Không phải là các cái quan cơ quan hữu trách hả? Là những cái cán bộ chuyên ngành hay sao? Như vậy phản động là chúng nó, không phải là người dân. Rồi phản động là cái bọn mà để cho các công ty nhà nước đó, vốn nhà nước tức là tiền thuế của dân đó, làm ăn thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, bọn đó là phản động. Phản động là cái bọn lấy tiền thuế của người dân đó, đi làm đường hàng nghìn tỷ mà chưa đi đã hỏng. Ok. Rồi phản động là cái bọn hèn với giặc, ác với dân, là cái bọn cướp đất của người dân, phân lô và chia bán cho nhau đó. Và là cái bọn mà đi lấy cái doanh nghiệp mình đó, Việt Nam, mà thật ra là đi thâu tóm thôn tính đất đai cho tụi Trung Cộng. Phản động là cái bọn để cho Trung Cộng ngang nhiên cướp biển đảo, xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của cha ông mình. Đó mới là phản động. Rồi phản động là cái bọn để cho thực phẩm bẩn, độc hại tràn lan ở trên đất nước, giết hại dân lành, hủy hoại cái sức khỏe của dân lành. Đó là bọn phản động. Rồi phản động là cái bọn mà xả lũ đúng quy trình đó, chết hàng trăm người mỗi năm, nhà cửa người ta tan hoang hết, nó làm tiêu tan, nó làm tan hoang hết cái miền Trung. Đó là phản động.
Rồi phản động là cái đứa mà lấy tiền thuế của dân đi xây tượng đài nghìn tỷ đó, để cho dân mà ở trần ở truồng mà đói rồi đi ngắm tượng đài xóa đói. Cái chương trình mà xóa đói giảm nghèo của đảng ta dành cho người dân là cái gì? Là xây tượng đài nghìn tỷ cho mình ngắm cho đỡ đói. Phản động là cái bọn mà nó cùng nhau tham ô tham nhũng hàng trăm nghìn tỷ đồng trên xương máu của người dân. Và phản động là cái bọn mà lợi ích nhóm đó bắt tay mà xây dựng lên những cái trạm BOT thu phí trên cái tuyến đường quốc lộ 1A và các cái tuyến đường sai phạm. Phản động là cái bọn đó đó. Đó, định nghĩa phản động, mà phản động là những cái bọn như vừa rồi anh Chi vừa mới đọc cho các anh chị. Mà các anh chị thấy có người dân nào mà tự dưng mà đi vào rừng mà cưa mà gỗ quý, gỗ đồ này kia về mà đục đẽo mà làm nhà, làm giường, làm bàn ghế, tủ giường nữa không? Không có đâu. Chỉ có những cái người với cái chức danh là cán bộ nhà nước mới có thể làm được những cái điều mà người dân bình thường không bao giờ có thể làm được trong cái chế độ này. Như vậy, phản động là cái bọn có thẻ đảng. À, anh Chi không phải là phản động, bởi vì tất cả những cái việc mà theo cái định nghĩa phản động vừa rồi họ nói anh Chi không có tài sức nào làm được hết trơn, anh Chi không có cướp rừng được, anh Chi không có đi đào khoáng sản được, anh Chi không có mà nhúng tràm rồi nhúng thức ăn rồi độc hại cho dân mình ăn. Tức là tất cả những cái việc gì mà các cái cán bộ có thẻ đảng, các cái cán bộ ban ngành có thẻ đảng làm được mà người dân không làm được, đó là cái bọn phản động. Hồi nãy đó khi mà nói về cái việc bán đi các cái công ty của nhà nước đó, bán đi các cái công ty mà vốn của nhà nước đó, anh chị có nhắc để cho chúng ta hiểu, chúng ta biết một điều, các cái công ty vốn nhà nước, mình đừng nghĩ thì vốn nhà nước thì kệ cha nhà nước liên quan gì tới mình, nó muốn bán cho ai nó bán, hay nó muốn thua lỗ nghìn tỷ trăm tỷ kệ bà nó, không. Công ty vốn nhà nước là tiền thuế của người dân. Công ty vốn nhà nước có nghĩa đó cũng là công ty của chúng ta. Thì các anh chị biết rằng á, nó không có dám nói rằng là nó bán để nó lấy tiền, mà nó dùng một cái mỹ từ thoái vốn. Thoái vốn là như thế nào? Thì anh chị đọc cho các anh chị nghe cái này. Thoái vốn á, mình đọc báo nhà sản đôi lúc nó dùng những cái từ nó nói nó đâu có bán, nó chỉ có thoái vốn thôi. À không, mình không biết thoái vốn là cái gì. Thì anh Chi sẽ đọc cho các anh chị một cái mẩu chuyện ngắn này để các anh chị hiểu thoái vốn là cái gì. Và đây là cái mẩu chuyện của Facebook Ngô Trường An. Anh Chi ở Pháp nhưng mà anh Chi đang ở bên Mỹ, ở Minnesota ở bên Mỹ. Đây là cái mẩu chuyện ngắn để mà giải thích cái hiện tượng thoái vốn của cái nhà nước Việt Nam khi mà họ bán những cái doanh nghiệp mà có vốn nhà nước, tức là tiền thuế của người dân mình ha. Nghe tiếng chó sủa, Nghị Quế đang ngồi đếm USD vội nhìn ra. Thấy chị Dậu tay bưng rổ chó con, tay đẩy cổng bước vào. Nghị quát: "Mày đến đây làm gì hả con mụ Dậu kia?" Chị Dậu đặt rổ chó xuống nền nhà khép nép thưa: "Dạ bẩm ông, nhà con hết gạo nên con đem mấy con chó nhỏ này đến đây xin thoái vốn ạ." À, thoái vốn là sao? Dạ nghĩa là ông đưa tiền cho con rồi lấy mấy con chó này ạ. À, đệt, mày bán chó thì nói mẹ là bán đi, mày đặt thoái vốn với thái hóa ấy ấy. Dạ đúng là thái hóa thiệt đấy ạ. À, đây là con chỉ học theo cách nói của các quan mà thôi. Mày láo, quan các ông làm gì có chuyện bán chó. Dạ không phải bán chó, mà là bán cảng Quy Nhơn, bán tập đoàn sữa Vinamilk, bán công ty bia Sài Gòn. Họ bán tất tần tật, nhưng họ không nói là bán, mà họ chỉ nói là thoái vốn thôi ạ. À, bởi vì vốn đó là của nhà nước, được trích ra từ tiền thuế của người dân. Thực chất, tất cả các tài sản đó là của nhân dân. Mà của dân
thì không thể dùng từ bán được, cho nên phải nói là thoái vốn cho nó trí tuệ. Mày hiểu chưa? Dạ. Vậy các cái xe công cũng được mua từ tiền thuế của dân. Nhưng mà sao khi bán thì các quan lại không nói là thoái vốn mà lại nói là thanh lý à? Con mụ dậu kia, mày đến đây để bán chó hay là để chất vấn ông đấy hả? Dạ con nghĩ sự việc nó như thế nào thì cứ nói toạc ra như thế cho nó dễ hiểu à. Dùng những cái mỹ từ tốt đẹp, văn hoa cũng không thể che đậy được bản chất của nó. Tài sản, tài nguyên của dân các ông cứ tranh nhau bán ăn hết. Sau này không còn gì để bán nữa thì chắc các quan cũng lột luôn cái quần của dân để đang mặc để mà bán chứ gì. Á à, à, cái con đĩ dậu kia, mày dám nói các quan chúng ông ăn luôn cái quần của mày hử? Đội cờ đỏ đâu? Lôi nó ra. Lôi cổ nó ra. Đây là một cái mẫu truyện ngắn à, chị dậu của năm 2017 đó, của Facebook Ngô Trường An đó các anh chị. Thầm thúy hả các anh chị? Bán thì nói là bán, nhưng mà nó không bán được, bởi vì đây là tiền của dân, công ty là trích từ tiền thuế của dân, nó không, cái gì của dân nó không thể bán được. Thành ra nó phải dùng cái mỹ từ văn hoa lên là thoái vốn. Nhưng mà thực tế là nó bán. Nhưng mà các anh chị thấy không? Trong này chị dậu chị cũng thắc mắc. Thế như thế thì các cái xe công đấy, xe của cơ quan công quyền mua bằng cái tiền thuế của dân, tại sao khi bán thì lại kêu là thanh lý? Bởi vậy cái đảng cầm quyền này nó nghĩ người dân ai cũng ngu hết rồi. Ai cũng ngu hết rồi. Thật ra muốn nói cái gì là nói sao? Anh chị vừa mới đọc thấy một cái comment nào nói rằng là cái quân đội 47 đó là 10.000 em dư luận viên ở trên mạng cũng đang là những cái em phản động. Chính xác. Tụi em mới phản động. Bây giờ vậy, sẵn vừa mới nhắc đến cái quân đội 47, cái lực lượng 47 của quân đội Việt Nam anh hùng. Thì anh chị có thấy được một cái bài đọc viết là quân đội nào ngu nhất? Quân đội nào ngu nhất? Quân đội nào ngu ngốc nhất? Các anh chị, chúng ta đang nói về cái lực lượng 47 là 10.000 cái em dư luận viên ở trên mạng đang sủa gâu gâu, phản động, phản động, phản động, phản động. Thì anh chị phải đọc cho các em nghe định nghĩa của phản động là cái gì? Rồi Nhân nói về cái việc mà tăng trưởng kinh tế. À, thì anh chị phải đọc cho các anh chị nghe một mẫu chuyện của chị Dậu thời đại năm 2017 đó. Các anh chị thấy ngày xưa đó, họ dùng một cá nhân để họ phê phán, họ lên án cả cái chế độ. À, rồi bây giờ đó, những cái con người có thẻ đảng đại diện cho cái chế độ đó, thì họ bảo là ấy, đó chỉ là cá nhân thôi, không liên quan gì tới đảng. Nói như vậy đâu có được, các anh chị thấy không? Nói kiểu nào cũng được, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, chính là thằng Cộng sản. Thì bây giờ đó, Nhân chúng ta nói về cái lực lượng 47 của cái quân đội. Ha? Và nhất là khi mà anh chị vừa mới chia sẻ với các anh chị đó, là bây giờ cái ranh giới biên giới Việt Nam-Trung Quốc không còn nữa, các cái cột mốc biên giới đã được tháo dỡ đó. Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem quân đội nào ngu ngốc nhất trên thế giới. Và đây sẽ là một cái bài đọc dành riêng cho cái giới quân nhân của Việt Nam hiện nay. Trên thế giới hiện nay có các loại quân đội sau đây: quân đội các nước dân chủ, quân đội các nước độc tài cá nhân, quân đội của các nước độc tài đảng trị, tức là Cộng sản, hay là quân đội của các nước Hồi giáo. Thì để xem xét quân đội các nước nào ngu ngốc nhất thì ta xét theo các tiêu chí sau đây. Thứ nhất, chiến đấu cho ai, đánh ai và chết như thế nào. Thì quân đội của các nước dân chủ đó, do cái thể chế chính trị đặt tổ quốc lên trên hết nên họ luôn chiến đấu cho tổ quốc. Vì vậy, không hề ngu ngốc chút nào, phải không? Ví dụ, người Mỹ, người lính Mỹ cho dù tham chiến ở chiến trường Iraq, Trung Đông hay bất kỳ đâu, họ cũng chỉ chiến đấu cho các nhiệm vụ quân sự của nước Mỹ, chứ không hề chiến đấu cho đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ. Và như vậy, người lính không hề hy sinh để cho các chính trị gia của hai đảng này trở nên giàu có. Tương tự, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy.
cũng hy sinh cho cái nền dân chủ đa đảng của miền Nam. Rồi quân đội của các cái nước Hồi giáo đó thì thường là hy sinh cho cái tôn giáo của họ. Ít ra họ cũng có niềm tin vào các vị thánh, và như vậy họ cũng hy sinh cho cái đức tin của chính họ. Chỉ có cái quân đội của các cái nước độc tài là ngu ngốc nhất khi hy sinh cho một cá nhân hay là một đảng chính trị cầm quyền. Tuy nhiên, quân đội các nước cộng sản thì vô địch ngu vì các lý do sau đây. Thứ nhất, bị lừa bịp bởi văn thơ của bọn chuyên láo. Thứ hai, chết cho đảng nhưng mà cứ nghĩ rằng là chết cho tổ quốc. Điều này đúng không mấy em? Mấy em dư luận viên lúc nãy đâu rồi? Sủa cho to vào. Các em á, đang chiến đấu cho đảng mà các em nghĩ rằng các em đang chiến đấu cho tổ quốc hả? Trong khi cái tổ quốc của mình á, cứ càng ngày càng nhỏ bé đi, càng ngày càng bị teo hẹp đi, cái diện tích càng ngày càng bị mất dần. Và tất cả những cái thứ gì mà độc hại nhất trên đời mà thằng Trung Cộng nó nghĩ ra được á, là cái điều đầu tiên hết là nó phải cho Việt Nam mình ăn trước cái đã. Thì các em nghĩ là các em ngu hay các em khôn ở đây để mà các em đi các em sủa gâu gâu rằng là à, chúng tôi là những cái người phản động. Quân đội này ngoài làm việc cho các chiến sĩ quân đội dân chủ chết oan để bảo vệ tổ quốc, họ đôi lúc không có việc gì làm lại quay sang đánh lẫn nhau. Điều mà quân đội dân chủ do có hiệp ước liên minh quân sự nên không hề làm. Cái chỗ này nó buồn cười quá. Cái chỗ này nó buồn cười quá. Thấy không? Mấy cái em đó, 47 đó, hay là an ninh, lực lượng an ninh mạng, hay là những cái lực lượng an ninh nằm vùng mạng, tức là những cái anh chị mà đang giả danh là những cái người bình thường vào đây trên diễn đàn nghe rồi kết nối với những anh chị em ở trong nước để coi cái nhận thức chính trị của người dân trong nước như thế nào để mà họ tìm cách họ dập từ trong trứng nước đó. Những cái anh chị an ninh mạng mà đang giả danh ở đây nè, sư cô với thầy chùa rồi ở đây nè. Các anh chị đó là đang làm cho những cái người lên tiếng đấu tranh cho một cái nền dân chủ Việt Nam bị chết oan ức, tức tưởi. Và các anh chị là đang ngăn cản những cái tiếng nói của người dân Việt Nam yêu chuộng tự do hòa bình và đòi hỏi cái quyền làm người và đòi hỏi cái quyền được sống, đòi hỏi cái quyền được hít thở tự do và phải được sống một cái đời sống dân chủ tự do như mình muốn. Các anh chị đang ngăn cản cái điều đó, các em đang ngăn cản cái điều. Bây giờ ví dụ nha, quân đội Liên Xô và Trung Quốc đó, họ đánh lẫn nhau ở cuối cái thập niên 60, đầu thập niên 70. Rồi quân đội Việt Nam và Khmer Đỏ cũng là cùng một lò của Cộng sản Trung Quốc lại quay qua đánh nhau vào năm 79. Rồi quân đội Trung Quốc và quân đội Việt Nam quá rảnh, không có việc gì để làm. Thành ra quay sang dạy nhau một bài học năm 79. Đánh xong, chết cho hàng chục ngàn người, cái rồi lại quay sang bắt tay nhau bình thường hóa như không có việc gì xảy ra. Đến nỗi lính chết cũng không được phong là liệt sĩ luôn. Có liệt sĩ chống Mỹ cứu nước, liệt sĩ chống Pháp cứu nước đồm lum, mà không có liệt sĩ chống Tàu cứu nước. Các anh chị có thấy bất công không? Chống ai cũng được làm liệt sĩ mà chống Tàu là không được làm liệt sĩ nha. Như vậy thì nó có phải là cái bộ mặt của cái bọn bán nước không? Nó đội thằng Tàu lên làm ông có nội trên đầu cha nó. Đánh Tàu là mày không được làm liệt sĩ rồi đó con. Các anh chị thấy không? Phản động nó nằm ở chỗ nào đây? Quân đội của các nước cộng sản đó cũng chết nhiều nhất bởi vì cái chiến thuật biển người đó, khi mà cái đảng độc tài thường xem cái tính mạng của người lính chỉ là cái công cụ để cho bọn chúng đạt được cái quyền lực, cho nên không cần tiết kiệm xương máu. Như vậy đưa ra cái kết luận rằng cái người lính trong cái chế độ cộng sản hy sinh vô ích nhất, và đó cũng là một cái loại quân đội ngu ngốc nhất thế giới. Ngoài quân đội thì lực lượng công an hay là an ninh đó cũng là thành phần ngu không kém khi mà mù quáng vì chỉ biết trung với đảng. Đây là bài anh chị copy từ Facebook của anh Dương Hoài Linh. Bây giờ chúng ta có thể xác định được cái quân đội nào là cái quân đội ngu ngốc nhất thế giới hả các anh chị? Cái chức năng của quân đội là cái gì? Là để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc. Mà khi
cái đảng này nó lừa bịp và nó nhồi nhét cho họ hiểu rằng đảng là tổ quốc, đảng là dân tộc. Thì sự thật ra cái quân đội này, cái công an này, cái an ninh này nó đang bảo vệ chỉ có 4 triệu mấy đảng viên à. Và trong đó là nó bảo vệ cái gia đình dòng tộc, cái chén cơm manh áo của nó. Tại vì còn đảng là còn mình. Anh chị vừa mới đọc cho các anh chị nghe quân đội nào là cái quân đội ngu ngốc nhất thế giới đó. Thì đó, một cái bài viết ngắn ngắn thôi, xúc tích thôi, nhưng mà đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng là chỉ có cái quân đội của các cái nước độc tài đảng trị Cộng sản là những cái quân đội mà ngu ngốc nhất, hy sinh để mà bảo vệ cho một cái cá nhân thôi, hay là một cái nhóm, một cái đảng nào đó. Quân đội là phải thề trung thành với tổ quốc, trung thành với cái lý tưởng của dân tộc chứ. Chứ tại sao quân đội mà đi thề trung thành với đảng, rồi cái đảng đó nó chơi dơ chơi bẩn, rồi đảng đó nó buông thần bán thánh, rồi đảng đó nó bán nước buông dân, rồi mình cũng phải trung thành với cái đảng đó à? Đừng có đánh tráo cái khái niệm đảng là tổ quốc. Nó đảng không có là tổ quốc, đảng là đảng thôi, đảng kỳ chứ không phải là quốc kỳ. Không có phải coi cái lá cờ của đảng là cái quốc kỳ được, phải không? Đừng có đánh tráo cái khái niệm đó ở đây. Thành ra quân đội đó, các em dư luận viên nè, công an nè, an ninh nè, các em là những cái người phải nói là thuộc vào những cái thành phần mà ngu ngốc nhất thế giới. Khi mà các em và các anh chị bị lừa phỉnh, khi mà các anh chị buộc phải thề trung thành với đảng, quân đội không có trung thành với đảng. Đảng nó làm bậy rồi mình cũng phải trung thành à? Nó bảo mình về giết cha giết mẹ mình vì trung thành với đảng mình cũng phải giết cha giết mẹ mình hả? Rồi đảng nó bảo là phải cắt đất của ông bà cha mẹ tổ tiên vì dâng cho cái thằng giặc kia, vì trung thành với đảng mình cũng phải làm cái điều đó hả? Rồi đảng nó bảo rằng là bây giờ phải nhường chỗ nhường đất cho tụi Tàu nó ở, bây giờ vì trung thành với đảng mình cũng phải giết dân giết đồng bào mình để mình làm cái điều đó sao? Thành ra cái quân đội mà phục vụ cho những cái đảng độc tài đảng trị, đặc biệt là cái quân đội của những cái đất nước mà cai trị bởi Cộng sản, mà phải thề trung thành với cái đảng cầm quyền Cộng sản, là cái quân đội ngu ngốc nhất thế giới. Các anh bị phỉnh lừa mà các anh không biết. Các anh chết cho đảng, chứ đâu phải chết cho cái quê hương này, chết cho cái dân tộc này. Các anh đi đàn áp người dân, các anh đâm chém người ta, các anh đánh đổ máu người ta, để các anh cướp từng cái tấc đất của người ta. Các anh làm giàu cho cán bộ, chưa chắc mấy anh được giàu nữa. Mấy anh chỉ được hưởng những cái hạt rơi rớt nhiễu nhão của mấy cán bộ thôi. Chứ mấy anh cũng không có được mà hưởng cái gì để mà trở nên giàu có đâu. Mà đó, trung thành với đảng để đi cúi đầu với cái bọn ngoại bang. Ngày giờ này nó tháo dỡ cột mốc, nó sát nhập cha nó rồi, mấy cái đồn biên phòng, trạm biên phòng. Rồi mấy anh, mấy chị, mấy em đồ cầm cái mồm. Bởi vì đâu có nói được, bởi vì đó là đường lối của đảng, phải trung thành với đảng thôi. Rồi bây giờ nó giết dân mình, nó đầu độc dân mình, mấy anh chị cũng phải câm cái mồm. Bởi vì đảng điều hành lãnh đạo đất nước, đây là đường lối chính sách của đảng, mình trung thành với đảng là phải chấp nhận. Nhắc lại một lần nữa, cái nhiệm vụ, phải nhiệm vụ và cái bổn phận, cái trách nhiệm của quân đội là phải bảo vệ tổ quốc và bảo vệ dân tộc, chứ không phải cái đảng đó. Và xin nhớ, đảng đó, đảng phái nào cũng vậy, đảng phái nào đó cũng chỉ là do những người dân người ta bầu chọn để thay mặt họ điều hành, lèo lái cái đất nước này, đi theo cái ý muốn mà người dân họ muốn để phục vụ cho cái lợi ích, cái đời sống của cái người dân. Chứ cái đảng đó không phải là đại diện cho cái dân tộc này, để rồi muốn bắn, muốn chém, muốn giết, muốn bán, muốn buôn, muốn làm gì là làm. Nhắc lại lần nữa, quân đội của các cái nước cộng sản là cái quân đội ngu ngốc nhất thế giới.
Và chính các anh bị gạt, bị lừa. Đối với các anh, tổ quốc là đảng. Đúng rồi, tại vì còn đảng mới còn mấy anh. Không còn đảng đâu còn mấy anh. Nhưng mấy anh nên nhớ rằng không còn đảng, quân đội vẫn tồn tại. Bởi vì quân đội tồn tại để bảo vệ người dân. Nhưng mà cái đảng này đó, nó đã biết cài cắm. Nó đã biết cài cắm. Nó đã biết cài cắm và nó biết xây dựng đảng tính ở trong mỗi cái con người để phục vụ nó. Cái lực lượng quân đội với công an với an ninh là cái lực lượng bảo vệ tích cực cho cái sự tồn tại của đảng. Nếu mà thử hỏi cái đảng đó, 4 triệu mấy thằng đảng viên đó, hay là mấy cái đứa mà công nhân viên chức thôi, làm việc cho cái bộ máy hành chánh của cái đảng đó thôi, mà không cậy vào cái sự bảo bọc bằng súng ống, bằng vũ khí của cái quân đội khốn nạn đó, thì liệu với cái cách sống hành xử mà ăn trên ngồi chóc như vậy, 4 triệu mấy đảng viên đó với 11 triệu người mà trong cái cơ quan hành dân là chính đó, có sống nổi với lại 80 mấy triệu dân không? Đó đâu có dám. Nhưng mà bởi vì nó được bảo kê bởi một cái lực lượng quân đội rất là ngu si. Nhưng mà không ngu si sao được. Bởi vì nó đã thái hóa rồi. Nó vô hiệu hóa quân đội. Nó vô hiệu hóa quân đội khi nó cho quân đội làm kinh tế. Là nó vô hiệu hóa quân đội rồi các anh chị. Bởi vì làm quân đội là quân đội mà được làm kinh tế. Nghĩa là rủng rỉnh tiền nong. Thật ra phải bảo vệ cái đảng đó. Bởi vì còn cái đảng đó thì mình còn làm được kinh tế. Thành ra còn đảng còn mình, mất đảng là mất tất cả. Mất cái đảng đó rồi, quân đội đâu có làm kinh tế được nữa. Cho nên ngày giờ này, cái lý tưởng của cái quân đội nhăn răng là cái gì? Là tiền. Vì tiền phục vụ đảng. Vì tiền, thành ra đảng là tổ quốc. Vì tiền, đảng là dân tộc. Đảng nói cái gì cũng nghe. Ngày giờ này lý tưởng của cái quân đội nhăn răng là tiền, là kinh tế. Chứ cái lý tưởng của cái quân đội nhăn răng không hề là tổ quốc, không hề là quê hương, không hề là dân tộc. Các anh chị đã mệt chưa? Bên Việt Nam cũng khuya rồi, phải không? Các anh chị muốn đi nghỉ chưa? Anh chị rất tiếc hả? Một năm đã trôi qua như nhiều năm trước đã trôi qua. Và thành tựu của cái đảng cầm quyền Cộng sản ngày càng rực rỡ hơn. Ngày càng rực rỡ. Ngày càng rực rỡ với những cái thành tựu. Anh chị sáng nay có đọc được một cái bài Bác ăn gì khi miền Bắc đói khổ. Anh chị chia sẻ với các anh chị một bài đọc nữa trước khi chia tay để cho các anh chị ở bên Việt Nam đi ngủ. Anh chị sáng nay có đọc được một cái bài viết Bác ăn gì khi cả miền Bắc đói khổ. Thì từ cái bài này đó, để mà chúng ta có thể suy rộng ra rằng ngày này các cán bộ ăn gì trong khi người dân cả nước đói khổ chứ không riêng gì miền Bắc. Hả các anh chị? Chưa mệt đâu hả? Ok. Các anh chị thấy không? Bây giờ anh chị đọc cho các anh chị nghe một cái bài. Ngày giờ này đó, đất nước của chúng ta chưa bao giờ đẹp đẽ đến thế và chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Là bởi vì do đó, cha con ông cháu nhà nó quyết tâm noi gương học tập lãnh đạo lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Anh chị chia sẻ với các anh chị Bác ăn gì khi miền Bắc đói khổ, để từ đó chúng ta suy ra được rằng ngày giờ này các quan chức cộng sản ăn gì khi mà người dân của cả nước đói khổ chứ không riêng gì miền Bắc. Thì các anh chị mới thấy họ học tập từ của Việt Cộng này, họ học tập một cách triệt để các cái tư tưởng và tấm gương của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Bác ăn gì? Buổi sáng bác ăn lúc 6 giờ. Buổi trưa bác ăn lúc 10 giờ rưỡi. Còn chiều thì bác ăn lúc 5 giờ rưỡi. Bác Đồng làm việc bên ngoài. Bác Đồng nghĩa là Phạm Văn Đồng đó. Nếu kịp
Nếu mà về kịp thì ăn cùng. Còn bận tiếp khách thì bác ăn một mình. Các món ăn thay đổi luôn cho ngon miệng. Nhưng thường thì bữa sáng bác dùng cà phê đen với bánh ngọt giống như bánh patiso bây giờ. Có hôm bác đổi sang xúc xích chấm mù tạt hoặc là bánh mì trứng ụp la. 10 giờ bác uống một ly nước sâm. 10 giờ rưỡi thì bác ăn trưa. Đến 2 giờ chiều thì bác lại uống một cốc cà phê sữa. 4 giờ bác lại uống một ly nước sâm. Rồi 5 giờ rưỡi thì bác ăn cơm chiều. 8 giờ tối bác uống thêm một cốc cà phê sữa nữa. Chỉ thế thôi. Cách làm một số món ăn phục vụ Bác Hồ của ông Đặng Văn Lơ. Gà rán Quảng Đông. Gà nhỏ 7-8 lạng. Pha nước 2 sôi. À, pha nước 3 sôi 2 lạnh. Rửa sạch gà. Thả vào nồi rồi mới vặt lông. Để ráo, ướp xì dầu trong ngoài đầy đủ. Trước khi ăn, cho vào chảo mỡ ngập, rán vàng hết hai mặt. Khi chặt ra, trong xương gà còn hơi hồng hồng. Gà luộc hồng hồng. Đâu rồi? Đó là gà rán Quảng Đông hả các anh chị? Còn bây giờ là gà luộc Quảng Đông. Gà nhỏ 7-8 lạng, rửa gà, cho vào nước 3 sôi 2 lạnh. Lặt rong, vặt lông, để ráo, rắc muối gia vị lên con gà. Sau đó luộc đến độ sôi khoảng 80 độ thì bắc ra. Để nguyên trong nồi 15 phút. Sau đó cho con gà đã luộc vào nồi nước thật lạnh. Để 15 phút nữa. Khi chặt thịt bên trong, vẫn còn hơi nước hồng hồng. Như thế khi ăn thịt sẽ mềm và da gà thì vẫn giòn. Thái vát, bỏ xương, lấy nước dùng, pha thêm ít mì chính là ăn. Mì chính là bột ngọt. Cá bống kho tộ. Bống xong rửa sạch, lấy khăn thấm khô, ướp gia vị, rồi tưới nước màu. Tưới nước màu, nước thắng từ đường chắc. Rưới nước màu lên, sau đó cho vào nồi đất. Có nước dùng gà xăm xấp đun sôi đến chín, rồi để nhỏ lửa khoảng 60 độ, chờ cá săn lại là được. Ăn xong, tráng miệng bằng một quả táo nướng. Đây là loại táo Trung Quốc. Đem bổ đôi, bỏ ruột, nướng xém, phết một ít đường và bơ. Bác cầm chiếc thìa nhỏ, xúc ăn. Anh Chi nói thiệt với các anh chị nha, anh Chi cũng ao ước được sống một cái cuộc sống bình dị như bác. Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Nhưng mà khổ quá, nếu mà sống như vậy thì không có thời giờ để mà đọc bài, sưu tầm tin tức để mà làm livestream cho các anh chị nghe. Chứ nói thiệt với anh chị, nhiều khi anh Chi cũng mệt mỏi lắm. Anh Chi cũng muốn được ở một cái nơi ấy bình yên vậy đó. Và anh Chi cũng muốn sáng sáng ra bờ suối, tối vào hang, ăn gà rán Quảng Đông, gà luộc Quảng Đông, cá bống kho, tráng miệng. Các anh chị thấy cái đời sống của bác ở những cái năm mà bác ở trong Bắc Bó chiến khu đó, các anh chị thấy người dân miền Bắc cơ cực, thiếu thốn, chết đói, 2 triệu người miền Bắc chết đói, thì bác ăn uống như vậy đó. 8 giờ rưỡi bác uống thêm cốc cà phê sữa đá rồi bác vào hang bác nằm. Thì xung quanh bác là có những cô sơn nữ. Bác uống xong như vậy mà bảo sao mà bác gặp trẻ con mà bác không. Mấy giờ thì bác đứng phang bụi trâu. Các chị có nhớ năm 45 miền 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 Bắc chết đói bao nhiêu triệu người? Đừng có nói rằng là do Nhật đồ. Lúc đó là do Nhật đóng chiếm rồi Nhật phá lúa thóc đồ trồng cô tông rồi gì gì gì, dĩ nhiên là cũng có hả, họ đâu có bao giờ họ biết thương dân lành của xứ mình.
Nếu như vậy thì cũng đừng có hy vọng, đừng có trông mong rằng là tụi Trung Cộng sẽ thương dân mình. Tới mấy thằng Việt Cộng nè, cùng là người Việt nè, mà nó còn không thương, thì làm sao mà Trung Cộng nó qua mà nó thương Việt Nam mình? Các anh chị thấy cái miền Bắc, những cái năm tháng kháng chiến đó, người ta cực khổ, người ta đói, người ta không có gì để ăn, trong khi bác ăn uống đơn sơ quá ha. Bác ăn uống đơn sơ ghê vậy đó. Thì ngay giờ này các anh chị coi nè, từng cái bữa ăn ở trong trường của những đứa trẻ, đừng nói chi tới vùng cao, vùng núi đồ ha, ngay cả những cái bữa cơm của con em mình ở thành thị đây nè, các anh chị thấy con em mình ăn cái gì? Nhiều khi hả, cái mâm dày có miếng cơm, miếng rau luộc với chút canh à. Chúng ta phanh phui cái vụ mà hiệu trưởng đó, hiệu trưởng trường đó tham lợi, cắt xén phần ăn của trẻ em. Mà các quan chức lãnh đạo bây giờ họ ăn cái gì? Các anh chị thấy tướng tá của mình không? Mặt nào nấy cũng như heo, bụng nào nấy cũng bự như cái trống chầu. Các anh chị thấy á, từ cái chuyện nhỏ nhặt thôi là bác đây là ai? Là lãnh tụ chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đó. Bác ăn gì khi mà cả cái miền Bắc đói khổ? Thì từ đó là chúng ta có thể suy ra được con cháu của bác à, là cái bọn mà nó học tập tư tưởng của bác, nó phát huy cái tư tưởng của bác, nó triệt để đó, nó làm theo tấm gương của bác. Ngày giờ này chúng nó ăn gì, chúng nó béo phì như thế nào, và người dân của cả nước mình đói khổ chứ không riêng gì là miền Bắc nữa đâu. Bác uống canh bác uống canh xong nên bác rậm rực ngày đêm. Đúng rồi đó, một ngày bác uống tới 2 ly sâm. Cà phê sữa thì bác uống miết, cà phê sữa ngày bác uống tới 4 ly lần. Đường sữa hiếm thế bà đi, mà bác ở trong hang không mà một ngày bác được 4 ly cà phê sữa bác ngon quá rồi. Rồi một ngày bác 2 ly sâm kiểu đó mà sao ông rậm rực. Cho nên già ông bỏ, nhỏ không tha là vì vậy. Trời ơi, dân Bắc đói đến nỗi ai cũng vỗ ra thôi. Nói cái này nghe đau lòng quá chị ơi. Ôi da, bác hồi trước uống sâm, còn trẻ con uống canh rau muống. Tội ha các anh chị. Bác Hồ, lãnh tụ của biết bao nhiêu em. Bác uống sữa người hả? Trời ơi, chả có dẫn chứng gì hả? Đây là những cái đoạn người ta trích ở trong cái cuốn Đầu Bếp của Bác Hồ đó cưng. Chả có dẫn chứng gì, xuyên tạc. Xuyên tạc. Đây là dẫn chứng, đây là những cái đoạn trích từ trong cái cuốn mà hồi ký của Đầu Bếp của Bác Hồ đó. Em lên mạng em đọc đi. Còn bây giờ nè, nếu mà nói không có dẫn chứng gì đó, thì phải hỏi mấy thằng báo đảng nhà em á, nó có cái dẫn chứng gì để mà nó để rằng là cái năm 2017 cái sự tăng trưởng kinh tế và cái GDP đó 6,8%, nó dựa vào những cái dẫn chứng nào để mà nó đưa ra được cái sự tăng trưởng kinh tế của mình năm 2017 là lên 6,8% vậy. Trong khi khi mà mình phân tích ra một cái nền kinh tế bung bét, bé bét như vậy, thì làm sao mà phát triển kinh tế được? Nó bé bét tới cái độ mà nó đem cả những cái công ty quốc doanh, vốn của nhà nước, tức là tiền thuế của người dân, nó đi nó bán mà. Rồi nó đi tìm cách nó ăn cướp vàng, ăn cướp tiền ngoại tệ trong dân. Rồi nó tìm cách những cái ngân hàng nó phá sản, nó ăn cướp, nó bốc hơi tài khoản của người dân à. Rồi tất cả các cái mặt hàng trên các cái bộ ban ngành đều thua lỗ, nợ nần lãi ngập mặt. Thì nó dựa trên cái dẫn chứng nào để mà nó nói rằng cái kinh tế Việt Nam mình tăng trưởng 6,8% trong năm 2017?
Bác Hồ chuyên môn hiếp dâm trẻ em. Ồ. Cái điều đó thì chưa bao giờ rực rỡ như là cái thời gian gần đây, khi mà chúng ta thấy cái vấn nạn ấu dâm trẻ em bây giờ nó rực rỡ. Thì cái việc gì mà nó xảy ra trên cái đất nước của chúng ta đều có thể lý giải được hết các anh chị. Tất cả mọi việc trong mọi lĩnh vực của cái xã hội của mình, nó xảy ra ở trên cái đất nước Việt Nam của mình đều có thể lý giải được hết. Không biết tại sao kiếp trước tôi ăn ở sao mà kiếp này tôi nghèo quá. Không phải vậy đâu. Cái kiếp này mình nghèo là do cái sự bất tài vô dụng của những thằng lãnh đạo Đảng Cộng sản. Hả? Rồi không biết kiếp trước mình làm gì mà sao kiếp này mình khổ quá vậy nè. Tới mà đi làm gái cũng không xong nữa, cũng bị bắt lên bắt xuống. Giờ này không lấy được tấm chồng đàng hoàng tử tế, không có kiếp trước gì hết á. Là tại vì kiếp này nè, để cho mấy cán bộ, mấy đảng trị rồi mấy cướp đồ nó cầm đầu mình đó. Thấy không? Có người dân người ta phản biện liền nè, chính xác nè, 6,81% tăng 53,5 triệu đồng một người. Mà mình muốn đổi cái điện thoại gần 2 năm rồi mà chưa nổi, có cái gì đó sai sai. Nó dựa vào dẫn chứng gì? Dẫn chứng gì để mà nói cái nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng, mà trong khi cái đời sống của người dân thì càng ngày càng lầm than. Cái thứ gì nó cũng bán, rừng nó cũng bán, biển nó cũng bán, tài nguyên khoáng sản cũng bán, tới cái sức lao động của người dân cũng bán, tới người dân nó cũng bán, rồi tới những cái thương hiệu tên tuổi một thời hả, những cái thương hiệu, những cái thứ mà nó thừa hưởng lại từ cái chế độ trước tới bây giờ nó cũng bán. Thì tăng trưởng kinh tế ở chỗ nào, dựa vào những cái dẫn chứng nào? Còn trong khi đây là hồi ký của đầu bếp của bác Hồ nè. Vậy là hóa ra cha này vu khống cho bác Hồ hả? Vậy thì đề nghị cái đảng này phải bắt ngay cái thằng cha đầu bếp của ông Hồ đi, vì cái tội bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ nè. Lãnh tụ là ăn bo bo uống nước lã giống như dân nè. Tại sao mà đầu bếp của bác Hồ mà lại ra một cái cuốn hồi ký mà bôi nhọ hình ảnh của bác Hồ, mà bác Hồ ăn sung ăn sướng ăn sang, trong khi người dân miền Bắc thì chết đói mà cơ cực. Vậy là cái thằng cha đầu bếp này là thằng cha này âm mưu phản động đây sao? Bôi nhọ hình ảnh của lãnh tụ đây sao? Bắt ngay. Ngân hàng thì vỡ nợ hàng loạt, cướp cạn của người dân rồi bán nước. Hay trời ơi. Nát bét hết rồi, bán hết tiêu rồi đó. Các anh chị thấy, anh chị xin lỗi nha. Cuối năm à, chúng ta không có cái gì vui vẻ để chia nhau, để mà chuẩn bị đón chào cho một cái năm mới đầy hy vọng. Không có hy vọng gì hết. Tất cả những cái điều mà mình nhìn thấy từ những cái sự kiện xảy ra ở trong nước của cái năm 2017, mình làm một cái bản tổng kết. Mà anh Chi nói thật với các anh chị, một cái bản tổng kết này anh Chi tổng kết rất là sơ sài. Bởi vì nói thật sự là với những cái tội trạng hay là những cái thành tựu rực rỡ của cái đảng Việt Cộng, cái đảng Cộng sản mà nó điều hành đất nước đó, tới cái ngày giờ này không có bút mực nào mà tả hết đâu các anh chị. Cũng như là cái nỗi lầm than thống khổ của người dân Việt Nam của chúng ta dưới cái sự cai trị bóc lột của cái đảng đỏ Cộng sản đó, không có giấy bút mực nào mà tả hết đó các anh chị. Cho nên không thể nào mà trong vòng một cái livestream mà 2 tiếng đồng hồ mà anh chị có thể mà nói một cách đầy đủ mà tường tận về những cái tội ác của cái đảng cầm quyền Cộng sản này, cũng như cái nỗi thống khổ lầm than của người dân mình, mà chúng ta phải mất rất nhiều năm, hao tốn rất nhiều bút mực để chúng ta có thể chi tiết hóa tội ác của cái đảng cướp tà quyền Cộng sản. Một điều đáng buồn rằng là cái tiến trình sáp nhập giữa hai nước, tức là Việt Nam á, chạy sáp nhập về bên nước Tàu đó, cái tiến trình đó nó xảy ra quá nhanh các anh chị. Nó xảy ra quá nhanh. Chúng nó không đợi tới năm 2020 mà chúng nó có những cái bước xúc tiến
rất nhanh trong cái năm 2017. Và không gặp và không vấp bất kỳ những cái phản ứng mãnh liệt nào từ phía người dân, không gặp phải bất kỳ sự phản kháng mạnh mẽ nào từ người dân. Thành ra cái quá trình sáp nhập nó diễn ra một cách suôn sẻ và nhanh chóng và gọn lẹ. Và như vậy 2018, tức là 2 ngày nữa thôi, chúng ta bước qua một cái năm mới, thì cái việc sáp nhập nó đã xong xuôi rồi, êm thấm rồi, gấp rút và hoàn thành trước thời hạn nữa cơ. Không ai muốn làm nô lệ đâu, Rose Amanda. Không ai muốn làm nô lệ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không muốn làm nô lệ, thì chúng ta phải đứng dậy. Chúng ta phải nổi dậy. Chứ còn chúng ta cứ im lặng, cúi đầu và quỳ gối và nhẫn nhịn và chịu đựng, thì chúng ta phải chịu cái kiếp sống nô lệ, tù đầy ngay trên chính quê hương của mình. Hôm nay anh chỉ có chia sẻ với các anh chị ha, những cái video quay lại cái hình ảnh mà người Trung Quốc cướp người Trung Quốc ngay trên mảnh đất của Trung Quốc để phục vụ cho cái việc lấy nội tạng. Các anh chị thấy kinh khủng không? Kinh khủng chưa? Và cái điều này nó sẽ diễn ra tại Việt Nam. Nó đã diễn ra rồi và nó sẽ diễn ra một cách rầm rộ hơn, rực rỡ hơn. Các anh chị sẽ xem, sẽ thấy cái điều đó. Muốn vui cũng không vui nổi các anh chị. Muốn mừng cũng không mừng nổi. Muốn chia nhau những cái lời chúc thật sự cũng rất khó khăn. Anh chị không biết nói gì ở cái thời điểm giao thời năm mới. Anh chị chỉ biết cầu mong cho người dân Việt Nam của chúng ta sức khỏe và tinh thần và nghị lực. Anh chỉ cầu chúc cho người dân Việt Nam thức tỉnh, đứng dậy, đừng cúi đầu và chấp nhận một cái kiếp sống nô lệ các anh chị. Đó là cái lời chúc của anh chị trước cái thềm năm mới, chào đón năm 2018. Anh chị cầu chúc cho dân tộc mình thức tỉnh. Anh chị cầu chúc cho hồn thiêng sông núi Việt Nam mình thức dậy ở trong mỗi cái tâm thức của con người Việt Nam. Anh chị cầu chúc cho cái dân tộc của mình phải sớm thức tỉnh các anh chị. Khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta chuyển động và chúng ta hành động. Thời gian nó không còn nữa các anh chị. Thời gian nó không còn nữa. Những cái lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, đó là những cái lời chúc xa xỉ trong cái tình cảnh quê nhà hiện tại. Trước những cái vấn nạn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, đó là những cái lời chúc xa xỉ và không đúng với cái thực tại của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Cái lời chúc mà anh chị gửi đến bà con mình ở trong nước lẫn ở hải ngoại, hãy lay động nhau, hãy sớm thức tỉnh đi các anh chị. Cái họa mất nước diệt vong nó đã diễn ra rồi, chứ nó không phải là sắp diễn ra. Nó đã diễn ra rồi. Chúng ta mất nước rồi. Chúng ta mất biển đảo. Chúng ta mất biên giới. Chúng ta mất cột mốc biên giới. Chúng ta được sáp nhập rồi. Giữa các cái liên đồn, liên trạm, chúng ta đã sáp nhập rồi. Cái họa mất nước nó đã xảy ra rồi. Và cái họa diệt vong, chúng ta thấy còn sống. Thành ra chúng ta nghĩ rằng cái diệt vong nó chưa đến. Nhưng mà thật ra diệt vong nó đã xảy ra rồi. Bởi vì từng cái thứ thức ăn các anh chị ăn, từng cái thứ thức uống các anh chị uống, và từng cái làn hơi thở các anh chị hít thở trong cái bầu khí quyển đó, tất cả đều độc hại. Và trong mỗi con người của chúng ta tại Việt Nam,
đều đang nuôi dưỡng những cái mầm mống ung thư. Thành ra cái họa mất nước và diệt vong nó đã xảy ra rồi các anh chị. Cái lời cầu chúc của anh Chi vào cái ngày 30 tháng 12 năm 2017 để chào đón cái năm 2018 sắp đến, toàn dân tộc Việt Nam mình phải thức tỉnh các anh chị. Không riêng gì là đồng bào trong nước tại quốc nội đâu, mà cả đồng bào ở hải ngoại cũng phải thức tỉnh các anh chị. Đồng bào hải ngoại của chúng ta phải tự nhìn nhận lại lấy bản thân mình, cái ý thức, cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình đối với cái quê hương dân tộc mình có trọn vẹn hay không. Hay chính chúng ta, những người Việt ở hải ngoại cũng vô tâm, hời hợt, nông cạn. Và bỏ quên và lãng quên cái quê hương lẫn cái dân tộc của mình, người Việt ở hải ngoại đó. Thành ra cái lời kêu gọi thức tỉnh toàn dân tộc Việt Nam, đây là một cái lời kêu gọi, một cái lời cầu chúc chung đến tất cả những người Việt của chúng ta, dù ở trên mảnh đất quê hương hay lưu vong ở ngoài hải ngoại. Anh chỉ cầu chúc cho tất cả đồng bào dân tộc của chúng ta hãy thức tỉnh các anh chị, phải chống lại cái họa mất nước diệt vong này các anh chị, phải bảo tồn giống nòi các anh chị, phải đòi lại cái quyền sống và cái quyền làm người của chúng ta mà chúng ta đã bị cướp mất bởi cái tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới cái sự lèo lái của bàn tay lông lá của cái Đảng Cộng sản Trung Cộng. Đây là cái thời điểm chúng ta phải thức tỉnh rồi các anh chị. Sau những cái chấn động như vậy, đây là cái thời điểm chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta phải chia nhau những cái lời chúc. Hãy thức tỉnh. Hãy vì sự tồn vong của Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Hãy chia nhau những cái lời chúc đó các anh chị. Bởi vì những cái lời chúc hạnh phúc, ấm no, an lành, vui vẻ, đó là những cái lời chúc xa xỉ và không đúng với cái thực tại hiện giờ của cái quê hương và dân tộc chúng ta. Đây là lời kêu gọi của anh Chi đó. Hãy thức tỉnh, hỡi dân tộc Việt Nam, và hãy đoàn kết, hỡi những con người Việt Nam trong và ngoài nước. Anh chị cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái livestream này. Anh Chi rất đau lòng, phải xin lỗi các anh chị bởi những điều anh Chi chia sẻ với các anh chị toàn là những cái điều đau đớn. Anh Chi xin lỗi, nhưng đó là sự thật các anh chị. Không thể lạc quan tếu được. Không thể ảo tưởng mãi về sức mạnh. Dân tộc chúng ta sẽ bị diệt vong. Nghĩa là sẽ biến mất, chứ thực ra đã bị diệt vong rồi. Và trong mỗi con người Việt Nam còn ở lại trên cái mảnh đất quê hương, ai cũng đều đã nuôi dưỡng một cái mầm mống ung thư rồi. Chúng ta ung thư từ trong trí óc, trí não, chúng ta ung thư từ trong cái ý thức của chúng ta. Anh chị mong rằng cái sự chia sẻ thật, sự thật và thật lòng của mình, tuy là đau đớn, nhưng mà không có một cái tự do nào mà không phải trả bằng máu và nước mắt đâu các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Anh chị xin cầu chúc các anh chị chân cứng đá mềm. Chúng ta phải cùng thức tỉnh và phải cùng nhau chống lại cái hiểm họa mất nước diệt vong này các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Anh chị xin hẹn các anh chị trong chương trình livestream kế tiếp. Một lần nữa, thành thật xin lỗi các anh chị vì những điều chia sẻ làm đau đớn các anh chị. Xin chào tạm biệt. Xin hẹn mọi người trong livestream kế tiếp.